chắc y là kiếm tu trước đây y định mua cả ngân cương tinh xem ra sau này gặp y phải cẩn thận mới được ngụy tác gật đầu đã hiểu rõ uy lực của phi kiếm cũng lúc đó hình như cảm nhận được ánh mắt chứa địch ý của ngụy tác hồng y trung niên tu sĩ đang nhận hòa vân tinh và hoàng nha đồng khoáng đột nhiên xoay người lại mù quang âm trầm nhìn về phía gã ngụy tác thầm kinh hãi lập tức ra vẻ thản nhiên cùng mấy tu sĩ đi sang hai gian hàng khác cạnh đó hồng y trung niên tu sĩ tựa hồ tịnh không nhận ra gã chỉ hơi liếc qua đầy hung hãn rồi đi vào một con ngõ ngụy tác không muốn trêu vào kẻ có thể là kiếm tu đó đợi khi khuất bóng trong ngõ rồi mới ngẩng lên người tưởng ta là đồ ngốc hả đồ nát bét thế này mà đòi 300 viên hạ phẩm linh thạch còn bảo là mảnh vỡ pháp bảo thần bí muốn chết hả người không cần thì thôi hả tất nặng lời như thế tưởng ta dễ bắt nạt lắm hả tiếng tranh cãi kịch liệt vang lên từ một gian hàng cách đó không xa mảnh vỡ pháp bảo nghe thấy mấy tiếng này ngụy tác cả kinh đi nhanh đến gian hàng đó pháp bảo là thứ mỗi tu sĩ đều mơ có gã lại tận mắt thấy uy lực mảnh vỡ pháp bảo của nam cung vũ tinh tuy mỗi ngày chỉ có thể kích phát một lần nhưng vẫn giữ được một phần uy năng của pháp bảo vượt xa bán linh khí pháp bảo phòng chế của lâm đạo nhất chủ hàng là một trung niên tu sĩ mặt vuông chừng hơn 40 tuổi mặc áo da làn da ngăm ngăm chân tay thô kịch còn tranh cãi với y là một nam y tu sĩ gầy nhom như cây xào trúc mặt mũi hơi vàng vọt chừng hai bảy 28 tuổi. Ngụy Tác theo phản xạ có điều kiện dùng vọng khí thuật, phát hiện hai tu sĩ này đều có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, có điều thần hải quang hoa không sáng lắm, nhiều khả năng tu luyện huyền giai đề cấp công pháp, pháp y cả hai mặc cũng gần như nhau, tấm áo da của chủ hàng làm từ da hắc thủy ly, pháp y của tu sĩ gầy nhom làm từ lam tí trúc, đẳng cấp phòng ngự tương đương với nhất giai phòng hộ pháp phù. Làm y tu sĩ mắt đầy sát khí nhìn chủ hàng, đối phương không chịu lép, trừng mắt nhìn lại, tay y còn cầm một mảnh màu xám trông như nửa con dao. Bắt nạt người, nếu là tu sĩ khác, không có kiến thức, chẳng phải bị người lừa mất mấy trăm viên linh thạch rồi hả? Tu sĩ cao gầy lạnh giọng. Mua bán là một bên đánh, một bên đồng ý chịu đòn. người có dám phủ nhận đây không phải là mảnh vỡ pháp bảo? Chủ hàng cười lạnh, xòe tay lấy ra một mảnh hồng sắc ngọc bội, dáng vẻ không cần nói. Hỏa long bội. Mấy tu sĩ đứng quanh đều hít một hơi lạnh. Chủ hàng vừa lấy ra một món pháp bảo phòng chế nổi danh của quy nhất môn hỏa long bội cung cấp với Hòa phượng đỗ đâu của ngụy tác thuộc nhóm bán linh khí chỉ có điều một là pháp bảo tấn công một phòng chủ hàng lấy ra vật này với hàm ý rất rõ muốn tu sĩ cao gầy biết điều một chút thế nào ngươi tưởng có pháp bảo thì ta sợ chắc mắt tu sĩ cao gầy lóe hàn quang vung tay lấy ra hai vật một tấm tiểu thuẫn hình tròn lành băng và một tấm phủ lục đầy bạch sắc cốt phiến cả hai đều có phủ văn khô lâu đồ ban bạch cốt pháp thuẫn cốt tiễn phủ là đệ tử bạch khô tán nhân tu sĩ đứng quanh lại ồ lên hai vật tu sĩ cao gầy lấy ra đều là chiêu bài của tán tu bạch khô tán nhân nổi danh luyện khí bạch khô tán nhân là cao thủ nổi danh ở gần lạc nguyệt thành nhiều năm trước đã tu luyện đến chu thiên cảnh ngũ trọng cốt tiễn phủ là hàng lão bán ra uy lực tương đương với nhị giai pháp phủ uy lực phòng ngự của bạch cốt pháp thuẫn cũng ngang với nhị giai phòng ngự pháp phủ nhưng có thể liên tục sử dụng vật này chỉ đệ tử của bạch khô tán nhân mới có thế nào đem bạch khô tán nhân ra dọa ta vô danh như ta Bạch Khô tán nhân dù muốn đối phó cũng không tìm được, thân phận của tu sĩ cao gầy đã bộc lộ, nhưng chủ hàng không hề e dè, lạnh giọng, "Ngươi muốn ngang ngược thì mời về Lạc Nguyệt Thành mà ngang ngược. Muốn giết ngươi mà phải cần sư tôn của ta, ngươi có dám theo ta xuất thành đấu pháp?" Tu sĩ cao gầy chợt nổi giận, "Ngươi muốn chết thì ta thành toàn." Chủ hàng cũng lộ rõ sát khí, xung đột xem ra không thể tránh khỏi, nhưng đột nhiên có giọng nói chen vào, "Các vị, hòa khí sinh tài." tu vi hai vị đều đã là thần hải cảnh đệ ngũ trọng đột phá đến chu thiên cảnh không còn lâu nữa hà tất vì một chút tức giận mà xung đột dù thắng thì cũng khó lòng tránh khỏi tổn hao pháp khí hai vị đều là cao nhân vì mảnh vỡ pháp bảo này mà dẫn đến tranh cãi thì chi bằng để tại hạ xem qua tại hạ có sở thích thu gom mảnh vỡ pháp bảo từ thời thượng cổ như thế này nếu thích hợp thì để tại hạ mua luôn hai vị hóa can qua thành ngọc bạch được chăng các hạ muốn xem mảnh vỡ pháp bảo này chủ hàng hơi kinh ngạc ngoái lại người nói là một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo xanh thông thường vốn y cũng có chỗ e rẻ bạch khô tán nhân giờ có người đứng ra giản hòa thì thật không còn gì bằng tu sĩ cao gầy hư một tiếng kèm thêm một câu chút giận mảnh vỡ pháp bảo kiểu này quá cổ xưa tuy có vẻ còn giữ được một phần uy năng nhưng không ai biết cách sử dụng có khác gì ngói nát gạch vỡ thông thường đâu ngươi chủ hàng toan nổi giận nhưng thanh y tu sĩ lại mỉm cười cầm lấy mảnh vỡ pháp bảo không hề gì tại hạ thích thu gom đồ cổ thấy thanh y tu sĩ không nghe lời khuyên người ta lại có ý tốt giản hòa tu sĩ cao gầy không tiện nói gì nữa thậm chí thầm thấy cảm tạ khẽ gật đầu với thanh niên rồi hung hãn nhìn chủ hàng đoạn bước đi mảnh vỡ kiểu này tại hạ chưa từng thấy chi bằng các hạ bán rẻ cho tại hạ thanh y tu sĩ thoáng nhìn rồi mỉm cười với chủ hàng tu sĩ áo xanh này trông khá mi thanh mục tú tất nhiên là ngụy tác nghe gã nói vậy chủ hàng quay về phía tu sĩ cao gầy nhổ nước bọt bảo ta ghét nhất hạng cậy thế hiếp người nhưng người nhưng lại không có mấy tí bản lĩnh, rồi nói to với ngụy tác, bán cho hạng người đó phải 300 viên hạ phẩm linh thạch, bất quá cho người như huynh đệ chỉ cần 3 viên hạ phẩm linh thạch là được. 3 viên hạ phẩm linh thạch, con bà nó chứ. Trong một góc đường khá yên tĩnh ở thành Bắc Tập Thị, lục Bảo lão đầu trong dưỡng quỷ quán cũng hơi điên cuồng, dùng cả câu ngụy tác quen nói. Lão đầu, thật ra đây là vật gì? Cầm mảnh vỡ pháp bảo phát ra ánh sáng màu xám cùng khí tức khiến mình không dễ chịu, ngụy tác cũng thấy hương phấn kích thích. Lục bảo lão đầu vừa thấy vật này, đã như phát cuồng bảo, gã có thể không mua gì, nhưng nếu không mua vật này, thì sẽ hối hận nửa đời. Lục bảo lão đầu đã sống mấy vạn năm, gã không lo về cách dùng mảnh vỡ pháp bảo hiện không còn ai biết sử dụng này, chỉ là muốn biết xem vật, khiến lão đầu thích mua đồ này, hưng phấn, như thế là vì sao? Âm mị nhận, đây là mảnh vỡ của âm mị nhận, âm mị nhận là linh giai thượng phẩm pháp bảo, ta vừa xem qua, vật này còn giữ lại quá nhiều uy năng của âm mị nhận, lục bảo lão đầu hồn hền nói linh giai pháp bảo linh khí thật sự còn là thượng phẩm nghe lục bảo lão đầu nói thế ngụy tác cũng há hốc miệng không nói thành lời thượng phẩm linh khí nếu còn quá nửa uy năng thì uy lực chẳng phải yếu tương đương với linh giai hạ phẩm pháp bảo sao uy lực hơn pháp bảo phòng chế của lâm đạo nhất không chỉ hai lần thật ra là pháp bảo kiểu gì sử dụng thế nào ngụy tác mất một lúc mới định thần lại được lòng tay ướt mồ hôi nắm mảnh vỡ pháp bảo màu xám trông như nửa con dao hỏi nhanh đợi đã để ta xem mức độ phá tổn và uy năng còn lại của mảnh vỡ pháp bảo này thế nào đã giọng lục bảo lão đổ vang trong tay gã một đạo lục quang mờ mò từ dưỡng quỷ quán bay ra meo theo áo gã theo cánh tay quấn lấy mảnh vỡ pháp bảo mảnh vỡ pháp bảo này không hiểu do tinh kim nào luyện chế thành bề mặt điêu khắc phủ văn còn nhỏ hơn tơ nhện nhiều lần đặt tay vào thấy lạnh băng lục quang lưu động mấy lần giữa phủ văn rồi thu về dưỡng quỷ quán một tin tốt và một tin xấu người thích nghe tin nào lục bảo lão đầu lại nói ngụy tác đã hơi nóng lòng nghiến răng nghiến lợi bảo con bà nó chứ nghe cùng lúc lục bảo lão đầu tắt tiếng nhưng giờ nói ngay tin tốt là quá nửa pháp trận trong pháp bảo không tổn hại uy lực đích xác tương đương với linh giai hạ phẩm pháp bảo thật sự ngang ngửa tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng toàn lực phát động thuật pháp tin xấu là vì một số pháp trận đã hỏng thì triển pháp bảo này tiêu hao nhiều chân nguyên với chân nguyên tu vi của người tối đa chỉ phát động được hai lần là cạn Thay thể của pháp bảo này đôi chỗ bị nứt, nếu va chạm với pháp bảo hoặc thuật pháp lợi hại thì sẽ tổn hại hơn, nhẹ cũng giảm uy năng, nghiêm trọng hơn thì hỏng hẳn, không thể sử dụng được nữa. Có cơ hội nên tu bổ đã rồi tính. Tu bổ bằng cách nào? Ngụy Tác đang hơn hở, hỏi lại một câu. Hiện tại gã thiếu thuật pháp và pháp khí có lực công kích mạnh mẽ, pháp bảo tương đương với linh khí chân chính thì chỉ cần phát động một hai lần cũng đủ khiến gã vui mừng hơn nữa sau này tu vi cao lên sẽ sử dụng thêm được nhiều lần nếu dễ phá tổn không thể va chạm với đối thủ thì dùng để xuất kỳ bắt ý đánh lén vật ở đẳng cấp này đâu có dễ tu bổ quả nhiên không ngoài ý liệu của gã lục bảo lão đầu đáp ta biết cách tu bổ bất quá cho người biết cũng vô dụng không có tu vi chu thiên cảnh ngũ trọng cùng mở ô tê môn chân hỏa thuật pháp lợi hại thì không thể tu bổ ngụy tác nhìn mảnh vỡ pháp bảo rực ánh xám trong tay thật ra pháp bảo này thuộc loại nào lục bảo lão đầu đáp vật này do một trưởng lão của âm nguyên tông trước đây luyện chế âm nguyên tông chuyên tu luyện âm khí pháp quyết cùng luyện chế âm lệ pháp bảo âm mị đao này là do xương thiết cốt sao dung hợp với mấy loại tinh kim đã hút vô số hồn phách cùng âm khí của yêu thú thì triển lúc nó còn lành lặn không chỉ phát ra một đạo ô quang nguy lực kinh nhân thậm chí còn xuất hiện mấy chục khắc sắc âm phong khô lâu đầu uy lực cực cao âm phong giàn giạt các bài đá chạy quỷ khóc sói gào ngụy tác nuốt nước bọt ừng ực gã mặc kệ pháp bảo này do ai luyện chế âm hay không âm, chỉ cần đủ thực dựng, đủ uy lực, càng không càng tốt. Lão đầu, chúng ta nên mua những thứ cần thiết thật nhanh, về nhà ngươi dạy ta cách sử dụng mảnh vỡ pháp bảo này nhé. Âm mị nhận có uy lực của linh khí, vậy thì giết tứ gia yêu thú như độc giác lôi khuê không thành vấn đề, ta sẽ bỏ linh thạch mua tin tức ở đâu, có tứ gia yêu thú. Lục bảo lão đầu kháng nghị, giúp ngươi chỉ phải bỏ có viên hạ phẩm linh thạch mua được thứ đáng giá không dưới nghìn viên, ngươi phải để ta đi xem một lúc nữa, Biết đâu phát hiện được thứ gì hay ho không kém. Ngụy Tác nghĩ cũng đúng, nhanh chóng thu lại mảnh vỡ pháp bảo, chuẩn bị đến chỗ có nhiều gian hàng. Phệ tâm trùng, thiết sách. Nhưng lúc rời khỏi góc đường vắng vẻ, trong một ngõ nhỏ không người ở bên kia đường, có một trung niên tu sĩ mặc áo vàng, hàm dâu để dài, đầu đội ngọc quan, trông cực kỳ nho nhã đang dùng giọng nói cực khẽ dặn dò một hồi sam tu sĩ. Tuy không nghe rõ hoàng sam trung niên tu sĩ nói gì, nhưng thỉnh thoảng có vài chữ vẫn lọt vào tay Ngụy Tác khiến gã ngẩn ra dừng bước. Cơ hồ cùng lúc gã nhìn rõ diện mạo hai tu sĩ trong ngõ thì Hoàng Sam trung niên tu sĩ đã dặn dò xong, đi ra theo đầu kia con ngõ. Lão đầu, hình như nói đến chuyện có liên quan đến vệ tâm trùng và thiết sách, ta thấy y lén lén lút lút thế nào ấy. Bám theo xem có chuyện gì đã, Ngụy Tắc khẽ nói với đối lục bào lão đầu rồi không đợi lão trả lời, lập tức bám theo. Người lo lắng Nam Cung Vũ Tinh có chuyện gì hả? Được thôi, bám theo thì bám theo, lục bào lão đầu khẽ lầm bầm nhìn qua ngõ thấy hoàng sam trung niên tu sĩ và hôi sam tu sĩ ra khỏi ngõ ở đầu kia thì chia tay như không hề quen nhau lén dùng vọng khí thuật pháp nhìn hai người ngụy tác tức thì biến sắc hôi y tu sĩ không rõ mà hiện rõ sáu luồng sáng vàng rực ở thần hải là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng còn hoàng sam trung niên tu sĩ được một tầng khí diệm sáng rực bao phủ vọng khí thuật pháp không có tác dụng ngụy tác hiện đã đạt tới tu vi thần hải cảnh đệ tứ trọng vọng khí thuật có thể nhìn được tu sĩ chu thiên cảnh mà vô dụng với y chứng tỏ ít nhất trung niên tu sĩ này cũng đạt mức chu thiên cảnh lưỡng trọng trong lòng gã lạnh buốt hơi sững lại trong tích tắc hồi sam tu sĩ đã rời thành bắc tập thị còn hoàng sam trung niên tu sĩ như thể đang đi dạo thong thả đi vào một ngõ khác ngụy tác dụng tâm quan sát phát hiện một đạo nhân tóc dài mặc từ sắc đạo bào vội đi theo dùng vọng khí thuật nhìn lão đạo chừng hơn 50 tuổi từ sắc đạo bào có hình long hổ ngụy tác chật giật mình lão đạo này cũng là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng sáu thần hải trên mình lão đều màu tím dùng vọng khí thuật nhìn vào thấy quang hoa sôi trào tu luyện ít nhất cũng là huyền giai cao cấp trần nguyên công pháp liên tục thấy ba tu sĩ chu thiên cảnh bình thường hiếm gặp hơn nữa đều tỏ ra thần thần bí bí càng khiến ngụy tác thấy việc này có vấn đề không hề do dự gã không nhìn hai người đó nữa mà cúi đầu đi về ngõ mà hoàng sam trung niên tu sĩ đi vào đến gần đầu ngõ ngụy tác lướt nhanh vào trong thì kinh ngạc nhận ra hoàng sam trung niên tu sĩ và lão đạo vào theo tựa hồ đi nhanh ở trong đó nhìn vào con ngõ âm u nào thấy bóng ai gã hơi kinh ngạc vào theo đến chỗ sẽ thấy hai ngả đều không một bóng người lúc mắt gã còn đào lung tung do dự có nên đi ra không thì đột nhiên một giọng nói lạnh tanh cất lên bên tai thế nào theo đuôi ta hả một bóng người từ bóng tối phía trước bước ra nhìn ngụy tác chính thị hoàng sam trung niên tu sĩ ít nhất cũng có tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng tu sĩ nở nụ cười tháp thoáng này trông vẫn thập phần nho nhã nhưng lọt vào mắt ngụy tác thì lòng gã lạnh buốt lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đồng thời sau lưng ngụy tác cũng có tiếc bước chân thật nhẹ lão đạo mặc từ sắc đạo bảo không biết từ nơi nào đi ra đứng ở cửa ngõ phía sau gã một tiền một hậu kẹp gã lại không hề ngần ngừ ngụy tác lập tức tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc quay lại nói với lão đạo tại hạ có một mảnh vỡ pháp bảo rất được ban nãy thấy vị đạo huynh này là người hiểu biết nên muốn hỏi xem vị đạo huynh này có cần không chỉ là tại hạ mới thấy đạo huynh đi trước mặt còn theo đôi gì đó thì tại hạ không hiểu mảnh vỡ pháp bảo lấy ra xem nào từ bảo lão đạo mặt mũi lạnh tanh đi tới mấy bước lạnh giọng bảo ngụy tác ngụy tác móc ra một vật là mảnh âm mị nhận cút chỉ liếc qua từ bảo lão đạo mắt lóe hàn quang thốt lên một chữ cực kỳ giàn đơn sáu giải quang hoa rực lên Vĩ áp phun trào ngụy tác vội vàng ôm đầu chạy đi không dám quay lại hoàng sam tu sĩ phi thường cẩn thận dáng vẻ bán hàng của người già rất giống bằng không với tu vi của chúng chưa biết chừng xuất thủ giết người xong mà người thiên nhất môn không đến kịp sau này không nên mạo hiểm bám theo tu sĩ có thực lực hơn mình quá xa đến lúc ra khỏi ngõ chung quanh có đông tu sĩ rồi giọng lục bào lão đầu mới vang lên xem ra cũng vẫn chưa hết sợ còn bà nó chứ may mà trước kia ta thường làm việc bán chắc kiểu này ngụy tác cũng lau mồ hôi lạnh tình hình vừa rồi thật quá nguy hiểm nếu hai kẻ đó muốn giết gã diệt khẩu, dù Toán Lục Bào lão đầu cho biết cách sử dụng âm mị nhận, gã cũng chưa chắc thoát thân được khi bị hai tu sĩ Chu Thiên Cảnh giáp kích. Tiểu tử này lén lén lút lút, thập phần khả nghi. Y chỉ là tiểu tán tu cấp thấp, không phải giả bộ, lại định bán một mảnh vỡ pháp bảo không thể sử dụng. Hừ, nếu giết y ở đây, vạn nhất kinh động người thiên nhất môn thì phiền hà. Lục Bào lão đầu đột nhiên nói vậy trong tai gã. Ngụy Tác ngẩn người, lão đầu đang nói gì hả? hôm nay hung hiểm quá dù sao cũng phải xem hai tên đó nói gì ta chấp nhận tổn hao nguyên khí thần thức ngoại du một lần ngươi đừng đi xa bằng không ta không cảm chi được chúng nói gì lục bảo lão đầu nói nhanh ngụy tác tức thì phấn chấn tinh thần mắt ánh lên cảm động trước kia hỏi lục bảo lão đầu vì sao muốn uống máu hỏa hạt y nghe lão nói là chỉ khi nguyên khí sung mãn đến mức độ nhất định khí linh như lục bảo lão đầu mới có thể thần du khỏi thai thể pháp bảo ở cự ly nhất định hiện tại trận phá dưỡng quỷ quán pháp tồn dù có máu hỏa hạt bổ sung nguyên khí của lục bảo lão đầu mỗi ngày đều tiêu tan không ngờ lão lại liều mạng vì gã trong lúc này người của thiết sách đã dốc hết ra trực tiếp đến thanh phong lăng chắc sáng mai sẽ động thủ vạn nhất thất thủ chúng ta không còn đất chôn có chắc trăm phần trăm không nếu không nắm chắc chúng ta làm cách nào mà xuất thủ yên tâm đi toán nhân vật lợi hại của thiết sách nhận ủy thác đến thất tinh thành sớm nhất hai ngày nữa cũng mới về kịp tin tức này thập phần xác định trong đàn phệ tâm trùng đích xác có một con đã tiến dài đến trưởng lão cấp tin tức xác định thì không có vấn đề gì còn một điểm nữa có một tu sĩ trong đó nhất định phải bắt sống sẽ trả thêm cho người 500 viên hạ phẩm linh thạch ta sẽ chỉ người cho người đừng hạ độc thủ là được lúc nào gặp mặt mặt trời mọc ngày mai gặp nhau ở đó có không ít cao dài yêu thú hoạt động vào ban đêm bọn chúng cũng không lựa chọn hoạt động vào ban đêm được hoàng sam trung niên tu sĩ và tử bào lão đạo nói xong mỗi người đi theo một đầu ngõ ngụy tác đứng trước một gian hàng toàn thân đẫm mồ hôi lạnh tuy chỉ mấy câu nhưng gã đã, đã nghe ra đại khái mấy hôm nay người của thiết sách đều chuẩn bị vây giết ngũ giai vệ tâm trùng chỉ riêng ngũ giai yêu đơn đã giá trị 500 viên hạ phẩm linh thạch vệ tâm trùng khác hẳn ngũ giai yêu thú phổ thông trên mình chúng còn mấy bộ phận là nguyên liệu luyện chế pháp bảo lệ hại thể nội nó còn một khối pháp tinh có thể dùng để luyện chế pháp bảo kiểu như ma âm lớp da là nguyên liệu tuyệt vời để luyện chế pháp bảo ẩn hình đối với cao giai tu sĩ biết luyện khí ý nghĩa của những yêu thú hiếm có lại khó săn được không chỉ ở mấy trăm hoặc mấy nghìn tinh thạch thế lực như thiết sách không thiếu tu sĩ chu thiên cảnh nhưng theo tin tức nghe được thì người của thiết sách chỉ biết rằng có một con vệ tâm trùng còn thực tế không phải hơn nữa còn cả một con vệ tâm trùng đã tiến giai cũng như kiểu xích giáp trùng lão đại tu sĩ ở thiên huyền đại lục quen gọi yêu thú sống lâu đột phá đẳng cấp vốn có là yêu thú trưởng lão cấp phệ tâm trùng vốn là ngũ cấp đê giai yêu thú lại có thiên phú ẩn thân dù chỉ đột phá nhất giai thì cũng là ngũ cấp trung giai yêu thú ngũ cấp trung giai yêu thú thực lực tự tương đương với chu thiên cảnh tam trọng ngụy tác biết yêu thú trưởng lão cấp sau khi tiến giai thì đều có thêm một hai loại thiên phú dị năng tức là phệ tâm trùng trưởng lão khó đối phó hơn ngũ cấp trung giai yêu thú bình thường nếu chỉ chuẩn bị bạch lân thú cốt phấn cho một con phệ tâm trùng hiền hình kết quả gặp phải mấy con cộng thêm một con cấp trưởng lão thì dù có mấy tu sĩ chu thiên cảnh tọa chấn cũng đều thập phần nguy hiểm khẩu khí hai tên này tựa hồ cố ý răng bẫy định nhân lúc người của thiết sách vào phệ tâm trùng quyết tử xong thì mới xuất hiện thu thập tàn cục quét sạch thiết sách chỉ mình ngụy tác trong chốc lát đã thấy ba tu sĩ chu thiên cảnh chuẩn bị đối phó thiết sách những người khác của thiết sách sống hay chết đối với ngụy tác không mảy may quan hệ nhưng trong số họ có nam cung vũ tinh do dự một chốc ngụy tác nghiến răng lấy ra truyền tấn ngọc phù dồn chân nguyên vào người quyết định nhúng vào việc này giọng lục bảo lão đầu hơi lạnh lùng cất lên trong tai gã lão đã cảm nhận được suy nghĩ của gã mẹ nó chứ liệu thôi ta còn phải mượn linh thạch của nàng ta ngụy tác dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù xong lao nhanh đến chỗ công cá bài ở thành bắc thế thì lần này ngươi đừng tiết kiệm nữa ít nhất cũng để ta tiêu sạch số linh thạch của ngươi lục bảo lão đầu lại nói giọng lão thoáng có sát khí được chốc nữa đi chuẩn bị đồ ngụy tác đáp ứng lục bảo lão đầu đến chỗ công cáo bài kéo một tán tu cấp thấp đang nghiên cứu xem có cách nào thích hợp để kiếm linh thạch không trực tiếp móc ra một viên trung phẩm linh thạch huynh đệ có muốn có viên linh thạch này không muốn chứ tu sĩ cấp thấp còn chưa đạt cả thần hải cảnh nhị trọng đó gật như bổ củi trả trước người năm viên hạ phẩm linh thạch người đứng đây đến sáng mai cầm một tấm bài có chữ ngụy nếu có nữ tu họ nam cung đến thì bảo nàng ta dồn chân nguyên vào vật thế này ta sẽ đến ngay mặc cho nàng ta có đến hay không chỉ cần ngươi đứng đây một đêm ngày mai ta sẽ cho thêm nam viên hạ phẩm linh thạch chỉ giờ tấm bài này nói một câu thôi hả tu sĩ cấp thấp đó hớn hở cầm viên hạ phẩm linh thạch rồi cầm ngay một tấm bài có chữ ngụy đứng bất động dưới bố cá bài hiện tại kim ngọc các chắc chưa đóng cửa nhìn xa thành nam ở xa ngụy tắc lẩm bẩm rồi chạy nhanh đến chỗ kim ngọc các ở thành nam người hơi loạn lên rồi tu sĩ cấp thấp bàn nãy rủ ngươi cho hai viên hạ phẩm linh thạch y cũng sẽ đứng đến mai ngươi có thêm mấy viên linh thạch chưa biết chừng sẽ mua thêm được một món pháp khí hữu dụng cơ hội sống sót cao hơn mấy phần trong lúc ngụy tác chạy như điên lục bảo lão đầu lại nói càng nguy hiểm càng không được rối loạn ngụy tác dùng mình lãnh tĩnh hơn nhiều biết rồi thốt xong ba chữ đó ngụy tác vẫn lao nhanh nhưng đôi mắt như hai vì sao lạnh là ngụy tiền bối không biết tối thế này mới đến là có chuyện gì thành nam phường thị thường không đóng cửa muộn đặc sắc của kim ngọc các là các nguyên liệu luyện khí có những nguyên liệu mang về phải xử lý ngay nên tận nửa đêm mới đóng cửa ngụy tác đến nơi kim ngọc các quả nhiên chưa đóng cửa ngân sam thiếu niên chịu trách nhiệm tiếp đãi tỏ ra rất kinh ngạc ngụy tác nói nhanh mẫu muốn ủy thác quý các phát tin mua một số thứ và cầm đồ vài món còn nữ mẫu muốn hỏi pháp y nhờ sửa chữa lần trước đã xong chưa hôm nay đã xong bộ pháp y đó ngân sam thiếu niên vẫn hơi kinh ngạc không rõ ngụy tiền bối muốn cầm đồ và mua những món gì ngụy tác lạnh tanh lấy nạp bảo nang ra lấy tiếp ra hai vật mẫu muốn mua pháp khí hoặc pháp bảo lợi hại một chút nếu kim ngọc các có đồ hợp ý không chỉ hai vật này mà cả nạp bảo nang kim ti phủ bút được các vị đấu giá cũng đem ra cầm luôn ngọc vân chi hồng ngọc này là gì ngân sam thiếu niên nghe vậy nhìn vật gã lấy ra thì kinh ngạc ngụy tác liếc y là bảo nguyên ngọc hạp giữ cho linh dược không mất linh khí không rõ các hạng nghe đến chưa là bảo nguyên ngọc hạp ngụy tiền bối vật của tiền bối giá trị quá lớn thân phận của tại hạ và lưu phó trưởng quỹ không quyết được ngân sam thiếu niên lại biến sắc tiền bối đợi tại hạ và mời điền trưởng quỹ ngụy tác gật đầu vậy thì các hạ thay mỗ phát ra một tin tức mỗ sắp rời thành sam một yêu thú cần thuê hai tu sĩ đi cùng các hạ giúp mỗ chỉ định người của thiết sách bảo họ đến đây tìm mỗ được thấy ngần ấy thứ của ngụy tác ngân sam thiếu niên biết phí dụng phát tin với gã không là gì nên không lắm lời mà gật đầu nhanh chóng dặn dò đoạn chạy vào trong mời điền trưởng quỹ ngụy tắc lãnh tính ngồi đợi nhìn theo ngân sam thiếu niên lại dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phủ hiện tại gã hy vọng nam cung vũ tinh nhận được tin hoặc thiết sách không dốc hết lực lượng đi như hoàng sam tu sĩ đó nói linh nhạc thành còn có người của thiết sách ở lại nếu không ổn thì dù dốc hết gia tài gã cũng chấp nhận tiếng bước chân văng lên gấp gáp điền trưởng quỹ đi vào cùng đi còn có một lão già mặc khắc sắc bảo tử tóc ngả muối tiêu ngụy huynh đệ muốn cầm đồ một số bảo vật điền trưởng quỹ rất chuyên nghiệp không hỏi dò mà đi thẳng vào vấn đề ngụy tác gật đầu tôi thế này còn làm phiền điền trưởng quỹ điền trưởng quỹ tỏ vẻ hơi ngại ngùng bất quá bản các cũng như những nơi khác đồ đã cầm trong vòng nửa tháng không chuộc về thì coi như đã bán phí dùng cầm đồ cũng cao hơn ủy thác đấu giá một chút không rõ ngụy huynh đệ có chấp nhận không không thành vấn đề ngụy tác nhan nhó lần này ít nhất cũng đấu với ba tu sĩ chu thiên cảnh trong đó có một kẻ thấp nhất cũng là chu thiên cảnh lưỡng trọng, không cẩn thận thì mất mạng, còn lo gì chuộc về được hay không. Đây là pháp y đã sửa theo yêu cầu của huynh đệ, thử xem có vừa ý không. Điền trường quỹ gật đầu, đưa cho ngụy tác một gói khá lớn, vị đại trưởng quỹ kim ngọc các làm việc rất rõ ràng gọn ghẽ. Đây là bảo y chế biến từ hỏa phượng đỗ đâu, ngụy tác hơi kinh ngạc mở ra, y phục trong đó xám xịt, còn tệ hơn cả tấm áo gã đang mặc, chỉ khi cầm lên mới biến năng hơn y phục bình thường nhiều. Lần này ngươi tính rất khá, ô phong tang ti gia cố cho hỏa phượng đỗ đâu lực phòng ngự của pháp y này gần như linh khí rồi giọng lục bảo lão đầu loáng thoáng vang lên trong tai ngụy tác bất quá trình độ của luyện khí sư kim ngọc các không ra thế nào pháp trận bố trí khá hơn tin nữa thì phẩm giai còn cao hơn tại hạ rất vừa ý nghe lục bảo lão đầu nói vậy ngụy tác đương nhiên không cần thử uy năng trực tiếp cởi tấm áo xanh bằng vài thô xuống mặc tấm áo xám này lên kích cỡ vừa như in thấy gã vừa ý hắc bảo lão giả đứng sau lưng điền trưởng quỹ mắt ánh lên ngạo nghễ quả nhiên là ngọc vân chi tận lúc đó điền trưởng quỹ mới nhìn đến mấy thứ mà ngụy tắc lấy ra thấy ngọc vân chi lấp lánh bạch quang thì mắt lão cũng hơi chấn động âu dương sư thúc tiểu điệt không biết gì về bảo nguyên ngọc hạp xin sư thúc xem qua bảo vật này nhìn thấy bảo nguyên ngọc hạp đặt cạnh đó điền trưởng quỹ quay lại cung kính nói với hắc bảo lão giả lão đầu này là sư thúc của ông ta ngụy tác cũng nhận ra thân phận hắc bảo lão giả tựa hồ còn tôn quý hơn điền trường quỹ hắc bảo lão giả mặt mũi lạnh tanh bước lên chạm vào chất liệu bảo nguyên ngọc hạp cầm một cọng ngân trúc thảo bỏ vào nhìn một lúc rồi gật đầu nói với điền trưởng quỹ đích xác là bảo nguyên ngọc hạp giọng lục bảo lão đầu lại vang lên chắc y là luyện khí sư của kim ngọc các ngụy tác lúc đó không còn tâm tư nghĩ gì nữa chỉ nhìn điền trưởng quỹ xem lão nói gì nói thật bảo nguyên ngọc hạp rất quan trọng với kim ngọc các bản các có nhiều nguyên liệu cần pháp bảo thế này để giữ linh khí điền trường quỹ nói ngay nếu ngụy huynh đệ chịu bán lão phu sẽ bỏ ra viên hạ phẩm linh thạch mua đứt nếu cầm đồ thì tối đa bản các chỉ trả được hai nghìn viên ngụy tác lắc đầu ngọc vân chi và kim ti phủ bút cả bảo nguyên ngọc hạp là thứ lục bảo lão đầu đặc biệt dặn dò phải giữ lại những vật này tại hạ muốn chuộc về trong thời gian nhanh hơn nếu ba ngày sau mà tại hạ không chuộc về thì coi như đã bán cho kim ngọc các như vậy có thể nhận được giá cao hơn không đối với ngụy tác mà nói về được hay không chỉ trong một ngày thêm mấy ngày không có ý nghĩa gì thấy gã nói vậy điền trưởng quỹ cũng hơi động dung ẩn ước cảm giác được gã sắp đi làm một việc thập phần nguy hiểm đối với kim ngọc các thì việc càng nguy hiểm gờ tê lệ những thứ này bán đất càng lớn nên hơi trầm ngâm một lúc ông ta gật đầu được nếu là ba ngày thì lão phu trả cho bảo nguyên ngọc hạp này ba nghìn viên hạ phẩm linh thạch còn những thứ khác ngọc vân chi kim ti phủ bút và nạp bảo năng tổng cộng 2.500 viên hạ phẩm linh thạch, huynh đệ thấy sao? Khả dĩ, ngụy tác biết đem đấu giá, những thứ này không chỉ có giá đó, nhưng lúc này mà điền trưởng quỹ đưa giá giá này, đối với gã là chấp nhận được. Không rõ Kim Ngọc Các và phường thị gần đây có bán thượng giai pháp khí chăng, có bạch lân thú cốt phấn không? Ngừng lại một chút, gã hỏi tiếp. Điền trưởng quỹ nhìn gã hơi kinh ngạc, bạch lân thú cốt phấn, mấy hôm trước có người đặt một lô, tối qua đã lấy đi, e rằng phường thị trong linh nhạc thành đều không còn thượng giai pháp khí thì lão phu có thấy lấy từ kim ngọc các và phường thị gần đây để huynh đệ chọn ngụy tác lạnh buốt cõi lòng biết người của thiết sách tự đi săn bạch lân thú xem ra họ còn chưa về linh nhạc thành mà định đi săn vệ tâm trùng luôn vậy thì kẻ mua bạch lân thú cốt phấn là nhóm hoàng sam tu sĩ vậy xin phiền điền trưởng quỹ ngụy tác rồi thầm mọn hạ hoàng sam tu sĩ rồi gật đầu nói điền trưởng quỹ gật đầu đưa mắt ra hiệu với hai hoa phục thiếu niên đứng đợi ở cửa một chút sau mấy hoa phục thiếu niên đã như hôm một phách mại hội đừng khay đến trước mặt ngụy tác phong vân lý bán linh khí có thể khiến tu sĩ đằng không năm trượng phong hệ pháp khí để phi độn 800 viên hạ phẩm linh thạch hắc mang hồ lô pháp bảo phòng chế có thể phát ra mấy trăm mũi hắc châm sử dụng được nhiều lần 1.200 viên hạ phẩm linh thạch nhật trước bảo phù có thể tục kích phát 10 lần cường quang phá được linh quang phòng ngự khiến hai mắt đối thủ đau buốt không nhìn thấy gì phạm vi bao trùm 20 mươi trượng hai viên hạ phẩm linh thạch ngũ hành đồng hoàn pháp bảo phòng chế có thể bay ra trói chân tay đối phương sử dụng lại được một nghìn viên hạ phẩm linh thạch đồ tốt lục bảo lão đầu lại gào lên trong tay ngụy tác mấy thứ để trước mặt ngụy tác này ít nhất cũng có giá mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch nhiều thứ mà tu sĩ đẳng cấp như gã không bao giờ được thấy đồ ở đẳng cấp này đối với ngụy tác thì càng nhiều đương nhiên càng tốt nhưng toàn bộ gia tài của gã chỉ có 6.000 viên hạ phẩm linh thạch nên gã mượn cớ cân nhắc cùng lục bào lão đầu thương lượng xong thì chọn mấy món phong vân lý nhật trước bảo phù ngũ hành đồng hoàn âm lân cốt kiếm và huyền quy thuẫn ngụy tác tuy khác với tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng nhưng thực lực chưa đạt đến mức có thể ngạnh tiếp với tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng cao hơn gã hai cấp nếu ngạnh tiếp để tu sĩ chu thiên cảnh thoải mái thi triển thì chắc chắn gã tan xác phong vân lý nhật trước bảo phù ngũ hành đồng hoàn đều để chạy trốn hoặc hạn chế pháp khí của đối thủ chỉ khi khiến đối thủ nhất thời không thi triển được gã đành lén thì mới có cơ hội giết được tu sĩ chu thiên cảnh âm lân cốt kiếm và huyền quy thuẫn cũng có giá một nghìn năm trăm viên hạ phẩm linh thạch như ngũ hành đồng hoàn âm lân cốt kiếm khiến gã rất xót ruột vũ khí luyện chế từ âm lân xa và xương mấy loại yêu thú cũng là tiêu hao phẩm chỉ dùng được một lần ngụy tác nghiến răng mua vì vốn đã có âm mị nhận có uy lực tương đương với linh khí mua thêm pháp bảo phòng chế có tính chất công cũng vô dụng uy lực của âm lân cốt kiếm chỉ dùng được một lần này không những không kém âm mị nhận mà phát ra không tiêu hao bao nhiêu chân nguyên âm lân xa nổ tung còn có thể đốt cháy pháp khí của đối phương ngụy tác lo rằng vạn nhất bọn hoàng sam tu sĩ có pháp bảo phòng ngự lợi hại nào đó âm mị nhận đánh lén một đòn không giết được đối phương thì còn âm lân cốt kiếm này để lặp lại quan trọng hơn gã lo rằng nhỡ may trong bọn chúng có kiếm tu như hồng sam tu sĩ hiện tại gã khó chống nổi uy lực của phi kiếm đành dùng âm lân cốt kiếm đối phó quyền quy thuẫn thì không có huyền hư gì mà dùng mai của ngũ gia yêu thú thiết giáp nham quy luyện chế thành pháp thuẫn uy năng phòng ngự cũng ngang với pháp y gã đang mặc phát rồi sẽ như cánh cửa chạn trước mặt không cần làm giữ nữa hệ số an toàn sẽ tăng thêm mua xong những thứ này trừ linh thạch để đi bằng truyền tống pháp trận còn lại gã đem hết ra mô pháp phù nhị giai trở lên vào hồi khí tán dốc hết ra tài ra trang bị chỉ khi quyết đấu với người khác thì tu sĩ mới làm thế khiến ngụy tác bất lực là sau khi rời kim ngọc các cơ hồ sau một chốc gã lại dồn chân nguyên vào chuyển tấn ngọc phù nhưng đợi đến lúc tàng tảng sáng mà không chỉ không nhận được tin của nam cung vũ tinh cả người của thiết sách cũng không ai xuất hiện hoàng sam tu sĩ nói không sai hiện tại người của thiết sách ở linh nhạc thành đã dốc toàn bộ đi rồi còn bà nó chứ thấy không thể đợi được người của thiết sách ngụy tác sau rốt cũng nghiến rằng đi về phía truyền tống pháp trận ở thành nam quan đối thoại giữa hoàng sam tu sĩ và từ bào lão đạo địa điểm người của thiết sách san vệ tâm trùng là ở thành phong lăng thành phong lăng cái tên này nghe rất bình thường nhưng nghĩ tới là ngụy tác lại sờn gai ốc linh nhạc thành ở phía nam thiên huyền đại lục sát với thiên khung bản thân linh nhạc thành xây dựng theo thế núi từ bắc xuống nam thành phong lăng cách phía nam linh nhạc thành ba nghìn dặm coi như sát kể thiên khung nên mọi cao gia tu sĩ trong linh nhạc thành muốn tìm đường gần nhất rời thiên khung đi chiêm ngưỡng vô số chủng loại cao gia yêu thú thì cứ đi ngang thành phòng lăng là được nhưng khi họ muốn ra khỏi thiên khung xăm tìm cao cấp yêu đơn và nguyên liệu thì đều đi vòng về phía đông nam linh nhạc thành sử qua ok sơn mọc rậm gì ok mộc đen ngòm càng gần thiên khung số lượng yêu thú càng nhiều tuy nhiều loại cao gia yêu thú không thể xuyên qua thiên khung tiến vào đại lục nhưng yêu thú cấp thấp không có pháp lực dao động thì lại qua được trừ số lượng yêu thú nhiều hơn nơi khác, thanh phong lăng còn là một ngôi mộ âm u quỷ khí. có lẽ vào thời thượng cổ, nơi này là phong thủy bò địa, nên chôn rất nhiều đại nhân vật. trước đây ngụy tác đến rìa thiên không cũng là qua đường ô cây sơn tương đối an toàn, yêu thú trong đó đã bị cao giai tu sĩ săn tìm bằng sạch, chứ không đi qua thanh phong lăng. bất quá chỉ qua những gì ghi chép lại, ngụy tác dám khẳng định địa bàn mọi ngôi lăng mộ trong địa phương phức tạp này, cộng lại không hề nhỏ hơn linh nhạc thành. Ở đây còn sản sinh rất đông đúc một loại tam cấp thượng dài yêu thú mà những nơi khác không có là hổ thi trùng. Kỳ thực bản thì yêu thú này là một loại giáp trùng có lớp vỏ đen nhánh, trên mình mọc ra mấy cái chân xấu xí lớn cỡ bàn tay. Yêu thú này ăn nội tạng xác chết. Thế thôi, dù khiến người ta buồn nôn rồi, chúng ăn sạch mọi thứ trong xác chết rồi, thì còn chui vào đầu hổ thi, không chế hành động, biến hổ thi thành một lớp vỏ, hơn nữa lại liên tục tiết ra chất nhảy bọc lấy các xác, khiến ra xác chết cũng dai như ra một vài yêu thú số lượng hủ thi trùng chỉ hoạt động về đêm này tại thanh phong lăng rất nhiều nhiều người không rõ nội tình nhìn thấy lại tưởng là cương thi thực tế toàn là hủ thi bị khống chế giết loại yêu thú này rất phức tạp đại đa số hủ thi trùng ẩn trong đầu xác chết nhưng có nhiều con có cá tính lại ẩn trong những bộ phận khác gặp phải chỉ có nước đập nát cái xác mới giết được hủ thi trùng có cá tính này từ linh nhạc thành nam đến thanh phong lăng phải qua hai truyền tống pháp trận đầu tiên là truyền tống đến quảng lăng khư rồi mới từ đó truyền tống đến phía bắc thanh phong lăng trên đường từ kim ngọc các đến linh nhạc thành nam ngụy tác tiếp tục phát tin trên công cáo bài nói rõ có người muốn dùng âm mưu đối phó người của thiết sách tại thanh phong lăng thanh phong lăng có linh dược hiện thế còn có khiến bọn hoàng sam tu sĩ vì thấy âm mưu bại lộ mà không phát động hoặc khiến các tu sĩ đến thanh phong lăng xem hay không ngụy tác không dám chắc với gã thì an toàn nhất là thử vận may xem đến thanh phong lăng rồi có trực tiếp tìm được người của thiết sách chăng bạch sắc linh quang lóe lên ngụy tác từ truyền tống pháp trận ở quảng lăng khư bước ra quảng lăng khư trước kia cũng là trọng trấn do tu sĩ kiến lập sau này không rõ vì sao đột nhiên bị cả đàn cao gia yêu thú vây công tuy sau đó đàn cao gia yêu thú bị tu sĩ ở linh nhạc thành và lạc nguyệt thành gần đó giết hết nhưng nơi này đã trở thành phế khư bị thiên nhất muôn coi là trạm trung chuyển của một truyền tống pháp trận ban đêm nên quảng lăng khư không có mấy tu sĩ như một kỹ viện bị đối thủ cạnh tranh nẫng mất cô nương đầu bài phi thường lạnh lẽo ngụy tác ngay khi ngụy tác ra khỏi truyền tống pháp trận từ linh nhạc thành nối đến một truyền tống pháp trận khác gần đó cũng lóe linh quang hai người đi ra thấy gã thì cũng ngẩn người rồi hô lên kinh hỉ là người quen của gã huynh muội diệp tiêu chính cùng diệp cố vi ngụy tác sững sờ sao các vị lại ở đây ngụy tác huynh đệ diệp tiêu chính thật thà bước lên ôm ngụy tác diệp cố vi hiền lành thì hơi đỏ mặt không dám bước lên bọn mỗi nhận ủy thác của người ta đi bắt mấy con dạ kiêu qua đây định tiện đường ghé linh nhạc thành thăm huynh đệ không ngờ lại gặp ở đây muộn thế này huynh đệ còn đến đây làm gì có người định đối phó thiết sách nam cung vũ tinh cũng gặp nguy hiểm là người khác ngụy tác khẳng định không tiết lộ nhưng diệp tiêu chính cùng diệp cố vi đều đã cùng kinh qua sinh tử khảo nghiệm cũng như nam cung vũ tinh là số ít người gã tin tưởng được nên gã kéo diệp tiêu chính đi một đoạn rồi kể lại cho hai huynh muội những lời nghe thấy ở thành bắc tập thị đoạn đối thoại giữa hoàng sam tu sĩ và từ bảo lão đạo diệp tiêu chính cùng diệp cố vi đều biến sắc ngụy tác huynh đệ bọn mũ quả nhiên không kết giao nhầm bằng hữu thoáng nhìn diệp cố vi diệp tiêu chính vội nói bọn mũ cùng huynh đệ đến thanh phong lăng các vị đi cùng mũ thì quá nguy hiểm chi bằng các vị đến linh nhạc thành giúp mũ lan truyền tin tức ngụy tác lắc đầu đã nhận ra diệp tiêu chính cùng diệp cố vi vẫn chỉ là tu sĩ thần hải cảnh tam trọng với thực lực của họ đối diện tu sĩ chu thiên cảnh thì không những không giúp được gì mà còn làm vướng chân vướng tay gã diệp tiêu chính quả thật thật thà nghe ngụy tác nói vậy thì càng cho rằng gã nghĩa bạc vân thiên kích động bảo bọn mỗ đã biết việc này sao lại để mình ngụy huynh đệ đi liều mạng được diệp tiêu chính như vậy càng khiến ngụy tác phiền lòng không thể nói thẳng ra rằng các ngươi kém lắm chỉ tổ vướng víu ta đành tỏ ra nghiêm túc dặn diệp đại ca các vị về linh nhạc thành lan truyền tin tức còn quan trọng hơn có thể đồn ra rồi kẻ đó nhận ra sự tình bại lộ thì không dám động thủ mỗ đi báo tin cho thiết sách cũng không còn nguy hiểm tất cả cũng không gặp nguy hiểm vẫn hơn hai vị đi cùng mỗ bị mấy tu sĩ chu thiên cảnh vây công thấy gã đưa ra cả lô lý do diệp tiêu chính cũng thấy có lý gật đầu được thôi bọn mỗ về linh nhạc thành cố gắng lan tin các vị phải cẩn thận tốt nhất đừng để người khác biết tin là do các vị đồn ra không thì mấy tu sĩ chu thiên cảnh đó sẽ đối phó các vị ngụy tác dọn. ngụy tác huynh đệ bảo trọng diệp tiêu chính lại ôm chặt ngụy tác bọn mỗ không có gì hay lần này lấy được linh vụ châu và ẩn thân phù may ra hữu dụng với huynh đệ linh vụ châu ẩn thân phù thấy diệp tiêu chính cùng diệp cố vi lấy ra hai thứ ngụy tác trợn tròn mắt linh vụ châu phải khí luyện chế từ mắt bạch minh ngư có thể phát ra xương dày mịt bao phủ phạm vi trăm trượng che mắt đối thủ là đồ tốt để trốn chạy ẩn thân phù có thể phát ra linh quang quang cháo bỏ cong ánh sáng tạo ra hiệu quả che giấu tung tích thời gian duy trì được nửa tuần hương linh vụ châu không hiếm nhưng ẩn thân phù có công dụng đặc thù lại là cổ phù đã thất truyền chỉ ngẫu nhiên lấy được trong thượng cổ di tích và trên mình di thể thượng cổ tu sĩ. Bảo trọng. Lúc chia tay Diệp Tiêu Chính và Diệp Cố Vi, Ngụy Tác lại ôm Diệp Cố Vi đã đỏ mặt, bất quá lần này gã không thấy mình vô lương, gã ngay cả nữ hài tử còn chưa ôm ai được hai lần, lần này không may xong đời thì kiếp này thật xui tận mạng. Biết thế tối qua đến Liễu Hạ Hạng mới phải. Lúc linh quang trong truyền tống pháp trận xuất hiện tại Thanh Phong Lăng, Ngụy Tác không nhịn được, gào lên trong lòng cảnh tượng trước mắt quả thật là trốn cùng sơn ác thủy hung thần ác sát truyền tống pháp trận ở những nơi khác chí ít còn có công trình gì đó nơi này mới bước ra đã thấy khí tức hung hiểm sộc đến truyền tống pháp trận cách thanh phong lăng không xa lại được bố trí trong khe ở lòng núi bên ngoài còn bảy pháp trận che mắt phải làm vậy vì gần đây không chỉ số lượng yêu thú nhiều mà có khả năng có cả cao gia yêu thú ghé qua không che giấu không được trấn thủ pháp trận cũng là một đệ tử thiên nhất môn tu vi thần hài cảnh ngũ trọng đệ tử còn cầm sẵn mấy viên linh thạch trông đầy cảnh giác tựa hồ thấy không ổn là sẽ thông qua pháp trận bỏ chạy thanh phong lăng giống như một ngôi mộ khổng lồ đan núi và mặt đất xám xịt cây cối cong queo kỳ hình quái trạng quỷ khí trầm trầm mé nam còn có một đầm lầy lớn trên mặt nổi đầy cành cây và xương đã thối giữa không làm sao liên tưởng được nơi này với một chốn phong thủy bảo địa bóng ngụy tác vừa khuất khỏi sơn đạo dẫn vào thanh phong lăng bảy tám danh tu sĩ đột nhiên từ bụng núi có bố trí truyền tống pháp trận y ra dẫn đầu lại là hoàng sam trung niên tu sĩ cung tử bảo lão đạo theo tướng mạo mà đệ tử thiên nhất môn miêu tả kẻ để lộ tin tức của chúng ta là tiểu tử đã gặp ở thành bắc tập thị mấy thân ảnh vừa từ bụng núi đi ra hoàng sam trung niên tu sĩ đã cực kỳ lạnh lùng nói với bọn tử bảo lão đạo hiện tại đánh làm cho rốt giáo tiểu tử đó không thể nào gặp được người của thiết sách ngay từ tiêu đạo huynh ta và lưu đạo hữu chi ra đi bắt tiểu tử đó văn đạo hữu các vị giả thành người của thiết sách bảo là thiết sách vây giết một yêu thú lợi hại ở đây, phong tỏa nơi này, chỉ chúng ta ra không cho ai vào. Thinh không ngoài xa đã hơi tang tảng sáng, bé Nam Thanh Phong Lăng tựa hồ là một vùng man hoang hoang dã mênh mông, nhưng trong đó lại có một màn sáng màu trắng trong suốt nối liền với thiên địa, căn bản không thấy tận đầu, hình thành giới hạn giữa man hoang hoang ở bên ngoài và Thanh Phong Lăng. Trong Thanh Phong âm u quỷ khí vẫn còn u ám, Ngụy Tác lúc này đang mặt mũi nhăn nhó đi bên cạnh đầm nước. Tình huống cực kỳ tệ hại. Chưa từng đến Thanh Phong Lăng lại không có địa đồ, nên vào đây, rồi gã cứ đi lung tung, đến nỗi lạc đường, hơn nửa canh giờ trôi quá mà gã căn bản không gặp bất kỳ người nào của thiết sách. Trong hơn nửa canh giờ này, gã ít nhất đã năm, sáu lần dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù, nhưng trừ tấm được gã dồn chân nguyên vào sáng lên, thì mấy tấm còn lại trên mình vẫn im lìm. Tức là gã chưa đạt đến cự ly cách Nam Cung Vũ Tinh 300 dặm. Hiện giờ trời sắp sáng rồi. Không rõ bọn hoàng sam trung niên tu sĩ đã thay dối kế hoạch, hành động sớm hơn ngụy tác cho rằng mình nên làm gì đó lão đầu nguyên khí của ngươi còn khá không còn thì giúp ta một lần nhé dừng lại bên đầm nước gã móc mất tấm hỏa cầu phù ra đồng thời nói với lục bào lão đầu ngươi biết cách sử dụng âm mị nhận rồi chứ lục bào lão đầu hư một tiếng tựa hồ hiểu rõ ý nghĩ của gã yên tâm sử dụng thêm cũng không chết được chỉ là lần này ngươi may mắn sống sót thì cố gắng tu luyện tu vi tiến cảnh nhanh lên một chút đừng để ta xong đời trước khi người luyện đến kim đơn cảnh là được. Ngụy tác gật đầu, không nói gì, ánh mắt nhìn sang đầm nước đối diện. Trong đầm nước không lấy gì làm lớn có một con hắc sắc cáp mô lớn cỡ đầu người, đang ngồi trồm hỗm, dương cặp mắt vàng nhìn ngụy tác, tựa hồ e rè gã nên không có động tĩnh gì. ầm hỏa cầu nóng rực rời tay gã lao vào hắc sắc cáp mô, mắt nó ánh lên thần sắc sợ hãi, phù một tiếng, phun ra một đạo thanh sắc thủy tiễn, hỏa cầu chỉ bị đánh tan một nửa, vẫn dáng vào mình hắc sắc cáp mô không hề ngừng lại thêm một đạo hòa cầu phù được phát ra dáng vào hắc xác các mô đang kiêu chí chóe thảm thiết định nhảy xuống đầm nước hất nó ngã ngửa hoàn toàn không còn sinh khí nữa giết xong hắc xác các mô ngụy Tác ném chéo về phía trước một tấm hỏa cầu phù bất động chờ đợi thêm một chốc giọng lục bào lão đầu đột nhiên vang trong tai gã đến rồi giọng nói vang lên ngụy tác chui vào phong vân lý lập tức bay lên không ẩn trong một tàng cây cổ thụ cạnh đó đồng thời một tấm cổ phù cũng được gã kích phát quang hoa thoạt có thoạt không lóe lên gã lập tức biến mất khỏi gốc cây không lâu sau bóng người loáng lên một tu sĩ mặc hắc sắc bỉ giáp từ trong rừng xuất hiện tu sĩ này có khuôn mặt ngựa xuất hiện là cực kỳ cẩn thận vừa đi vừa quan sát tứ bề, tay tựa hồ cầm pháp khí gì đó có vẻ chuẩn bị ứng phó đột nhiên bị tập kích trong tích tắc tu sĩ mặt ngựa thập phần cẩn thận này nhìn thấy hắc sắc cáp mua bị hoa cầu phù hất ngã gở cạnh đầm nước hắn dừng lại mắt lóe lên không rõ nghĩ gì ngụy tác nín thở ẩn mình trên tàng cây lén dùng vọng khí thuật quan sát tu sĩ mặt ngựa phát hiện tu vi đối phương cao hơn gã một cấp là thần hải cảnh ngũ trọng không có cách nào tìm được người của thiết sách ngụy tác quyết định gây ra động tĩnh thật lớn nhưng hiện tại không thể đoán được tu sĩ mặt ngựa thật ra là người của thiết sách hay cùng nhóm hoàng sam tu sĩ ra đi trốn ở đó tưởng ta không thấy ngươi hả đột nhiên tu sĩ mặt ngựa lạnh lùng hừ một tiếng ngụy tác cả kinh cho rằng tu sĩ mặt ngựa này biết thuật pháp kinh nhân nào đó nhìn thấu được ẩn thân phù con bà nó chứ lừa lão tử hả xem ra hắn không tốt lành gì lập tức gã lại nghiến răng nghiến lợi rủa thầm tu sĩ mặt ngựa tuy ra vẻ lạnh lùng nhưng mắt cứ đảo loạn tứ phía không hề nhìn về phía gã ẩn thân một tiếng động khẽ vang lên từ khu rừng đối diện tu sĩ mặt ngựa xuất hiện một người đưa tay ra hiệu với hắn hàm ý hắn đừng khẩn trương là người cùng phe chà mặt ngựa này quả nhiên không ra gì ngụy tác lạnh buốt trong lòng vì người hiện thân là từ bào lão đạo chu thiên cảnh nhất trọng gã đã gặp ở thành bắc tập thị hắc thủy độc cáp từ bào lão đạo lạnh lùng nhìn hắc sắc cáp mô bị hất ngã ngửa hử lạnh chắc là tiểu tử đó chỉ tu sĩ cấp thấp như hắn đối phó tam cấp yêu thú mới phải sử dụng pháp phủ tu sĩ mặt ngựa gật đầu từ tiêu tiền bối tiểu tử này định phá đại sự của chúng ta nhất định xử lý hắn mới được hắn chắc chưa đi được xa chúng ta chia ra tìm là thấy ngươi đi tìm được tôi tử bào lão đạo lạnh giọng ta tìm quanh đây một vòng nhớ may tiểu tử này rào trá đang đợi người của thiết sách đến đi rồi sẽ vòng lại cha thấy tử bào lão đạo nói vậy ngụy tác thầm kêu khổ gã không muốn mạo hiểm do đấu với một tu sĩ chu thiên cảnh nhưng hiệu quả của ẩn thân phủ hữu hạn tử bào lão đạo không đi thì khi ẩn thân phủ quá thời gian gã tất bị lão đạo này phát hiện thoáng do dự một chút ngụy tác nín thở lấy nhặt trước bảo phù ngũ hành đồng hoàn cùng âm mị ra tu sĩ mặt ngựa gật đầu chuẩn bị bước đi ai đó cùng lúc tử bào lão đạo đột nhiên mắt lóe hàn quang nhìn về phía ngụy tác ẩn mình a à, tử bào lão đạo và tu sĩ mặt ngựa cơ hồ đồng thời phát ra tiếng kêu thê thảm bị cường quang còn chói lòa hơn mặt trời chính ngọ vô số lần bao trùm mắt cả hai như bị kim đâm không thể mở ra cùng lúc cả hai thét lên mắt nhắm lại chảy nước mắt thì một chiếc vòng đồng đột nhiên rơi xuống trói chặt thân thể tử bào lão đạo rồi co lại tay chân lão chịu chung số phận ao núi rừng quanh đầm nước đột nhiên cuồng phong ào ạt mấy chục hắc xác khô lâu đầu cực kỳ đáng sợ cùng một đạo ô quang từ trong cuồng phong giáng vào mình tử bào lão đạo từ sắc đạo bào lão mặc giấy lên hai giải quang hoa một lao một hổ ngăn đỡ được toàn bộ hắc xác khô lâu đầu do hắc khí ngưng thành nhưng đạo ô quang cắt đứt đầu lão máu từ cổ phun lên như suối soạt dây khắc đầu từ bào lão đạo rụng xuống một tia bạch quang nhắm vào chỗ ngụy tác ẩn thân cành là tan nát thân cây cũng bị cắt làm đôi. Tiêu tiền bối Bị cường quang nhức mắt chiếu vào, khiến không thể mở mắt, tu sĩ mặt ngựa ré vàng thành sắc quang cháo được hắn kích phát bao trùm thân thể. Cơ hồ đồng thời, một dài bạch sắc băng vụ từ không trung cách hắn không xa hạ xuống. Hàn khía phát ra, khiến đầm nước cạnh đó kết một lớp băng dày kêu lên tanh tác, thành sắc quang bị bạch sắc băng vụ bao trùm, nhưng không hề gì. Có điều hàn khí phát ra, khiến tu sĩ mặt ngựa cứng đơ. Chỉ khoảnh khắc đó, cuồng phong lại giấy lê nào ào ào hắc xác khô lâu đầu và một đạo ô quang phá tan thành sắc quang trá của hắn tu sĩ mặt ngựa tỏ ra cực kỳ hoảng hốt nhưng không kịp kêu lên tiếng nào thì hắc khí nổ tung và ô quang lướt qua đã cắt hắn làm nghìn mảnh xong vẫn ở trong vòng uy năng của ẩn thân phù ngụy tác toát mồ hôi lạnh lúc cây cổ thụ bị cắt làm đôi nuốt ngay một viên hồi khí đơn trong tích tắc đánh lén giết chết một tu sĩ chu thiên cảnh và một tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng giá quả là việc cực kỳ kinh nhân đối với một tu sĩ thần hải cảnh tứ trọng chẳng qua ngụy tác thừa có hai đối thủ không hề phòng bị mà ra tay dùng nhật trước bảo phù và ngũ hành đồng hoàn khiến tử bào lão đạo không nhìn rõ rồi bị trói chân tay nếu gã không thông mình nhảy khỏi thân cây trong lúc xuất thủ thì đã bị tử bào lão đạo phản đòn trước lúc chết lấy mạng vì trong tích tắc ra tay đó ngụy tác không còn thời gian dồn chân nguyên kích phát huyền quy thuẫn hoặc pháp y đang mặc cơ hồ gã vừa sử dụng nhật trước bảo phù từ bào lão đạo đã cảm giác được nếu nhật trước bảo phù không phải là pháp khí hạn chế đối thủ mà thuộc loại tấn công thì có đã bị từ bào lão đạo đỡ được pháp y của lão thậm chí đón đỡ được cả hắc sắc âm phong khô lâu đầu do âm mị nhận phát ra bạch quang phản kích cũng là thuật pháp của lão nhưng đòn phát ra trước khi từ bào lão đạo mất mạng này uy lực quá kinh nhân tu sĩ chu thiên cảnh quả nhiên cực kỳ đáng sợ phòng ngự quang tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng kích phát cũng không kém tam giai huyền băng phù cũng không công phá được nếu không có pháp bảo công kích như âm mị nhận ngụy tác nhất thời khó lòng giết được hắn quan trọng nhất là với tu vi hiện giờ của gã liên tục sử dụng âm mị nhận hai lần thì thể nội chân nguyên cơ hồ cạn hết uống một viên hồi khí đơn ngụy tác không dám dừng lại thu ngũ hành đồng hoàn còn trói chặt từ bào lão đạo cởi sạch kỳ phục của lão và tu sĩ mặt ngựa cuốn thành một mớ rồi trốn nhanh vào rừng ngụy tác mới rời khỏi đầm nước không lâu thì vù một tiếng một bóng xám lướt ra là tại hôi y tu sĩ kẻ đầu tiên mà gã thấy đã thì thầm với hoàng sam tu sĩ ở thành bắc tập thị nhưng không nhìn rõ diện dạo hắn cũng là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng sao lại thế được nhìn rõ tình hình hôi y tu sĩ gầy gò cằm nhọn hoắt trên mặt có một nốt ruồi lớn chợt biến sắc như lâm đại địch kích phát pháp khí giống hệt cái bát bằng gỗ hóa thành quang cháo màu vàng xanh bao trùm toàn thân đồng thời móc ra một thứ trông như bạch sắc ngư cốt dài chừng hai thước kinh hãi nhìn quanh tìm kiếm từ tiêu tán nhân thực lực còn hơn hắn lại cùng một tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng nhất để bị giết ở đây hơn nữa còn bị lột sạch lẽ nào trừ tu sĩ cấp thấp đó thành phong lăng còn một cao dài tu sĩ biến thái sao trong lúc hôi y nhân cực kỳ kinh hãi ngụy tắc liều mạng lao đi một quãng chui ngay vào một hốc cây chừng nửa thân người dưới gốc cổ thụ đã khô dùng cành khô và dây leo đập điệm cẩn thận gã ẩn mình trong hốc cây cố gắng không phát ra tiếng động kiểm tra những thứ vừa kiếm được từ hai địch thủ đó là long hồ tử vi bào không thể đồng thời kích phát với pháp y của ngươi công hiệu phòng ngự kém pháp y đã thay đổi của ngươi một chút ngụy tác vừa bỏ tấm tử bào cơi trên mình lão đạo ra giọng lục bào lão đầu đã vang lên trong tai ngụy tác gật đầu tìm kiếm cẩn thận trong y phục của tử bào lão đạo và tu sĩ mặt ngựa lần mò một hồi thì ánh mắt có phần khẩn trương của gã trở hiện nét hớn hở lấy từ y phục của tử bào lão đạo ra một cái cá hắc sắc nạp bảo năng từ áo tu sĩ mặt ngựa dza hái cái túi ra và mấy thứ lẻ tẻ. Chà! Nạp bảo nang của lão đạo trông khác của gã nhưng sử dụng y hệt. Ngụy tác cầm lên, cảm chi mọi vật trong đó, suýt nữa cắn cả vào đầu lưỡi. Linh thạch! Trong đó có rất nhiều linh thạch. Trừ mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch, còn hơn 700 viên trung phẩm linh thạch, Năm viên thượng phẩm linh thạch. Hơn 700 viên trung phẩm linh thạch tương đương với hơn bảy nghìn viên hạ phẩm linh thạch, Năm viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 500 viên hạ phẩm linh thạch tổng cộng lại trong nạp bảo nang có đến hơn tám nghìn hạ phẩm linh thạch tuyệt tu sĩ mặt ngựa có hai cái túi căng phồng rõ ràng là linh thạch đại ngụy mở ra xem thì không nén được kêu ầm lên so với mấy cao giai tu sĩ này ngụy tác đích xác còn là kẻ mạt dẹp tu sĩ mặt ngựa tựa hồ thích thu gom thượng phẩm linh thạch trong linh thạch đại không có một viên trung phẩm linh thạch nào trừ hơn 50 viên hạ phẩm linh thạch còn lại hơn 30 mươi thượng phẩm linh thạch linh khí trong một viên thượng phẩm linh thạch ngang với tổng lượng của 100 viên hạ phẩm. Ngụy Tác đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ có viên nào. Với gã thì thượng phẩm linh thạch là thứ cực hiếm, nên gã không nén được lấy một viên ra ngắm. Độ lớn cũng như trung phẩm, hạ phẩm linh thạch, chỉ màu sắc là trắng ngần, trong vào lấp lánh. Thấy gã ngắm thượng phẩm linh thạch, Lục Bảo lão đầu tức giận kêu lên, người còn thời gian nghiên cứu thượng phẩm linh thạch, còn không mau xem có vật gì giữ mạng không? Ngụy Tác toát mồ hôi, đặt viên thượng phẩm linh thạch xuống, xem xét những thứ khác. Trong đập bảo nang của từ Bảo lão đạo, trừ linh thạch còn có hai bạch ngọc đơn bình, một cuốn đạo thư mỏng, sáu tấm trông như lá liễu vàng rực và một viên ngọc đen. Đây là kim linh đơn. Ngụy Tác lấy hai bạch ngọc đơn bình ra, tưởng trong đó cũng đựng hồi khí đơn như của Lâm đạo nhất, nhưng chỉ có một bình đựng 20 viên hồi khí đơn, bình còn lại đựng 3 viên đơn dược vàng nhạt. Ngụy Tác nhận ngay ra kim linh đơn so yêu đơn tam cấp yêu thú và mấy loại linh dược luyện chế thành Tu sĩ hiện giờ đều dựa vào linh thạch và đơn dược do yêu đơn luyện chế thành để tu luyện. Kim linh đơn chứa lượng linh khí còn không bằng một viên thượng phẩm linh thạch, nhưng tốc độ luyện hóa linh khí lại nhanh hơn nhiều. Một viên kim linh đơn có giá 110 hạ phẩm linh thạch. Chỉ có tu sĩ Chu Thiên Cảnh có khả năng giết được cao dài yêu thú như tử bào lão đạo mới dám dùng kim linh đơn tu luyện. Tu sĩ cấp thấp bình thường tuy biết dùng đơn dược luyện chế từ yêu đơn tu luyện sẽ nhanh hơn, nhưng không có đủ linh thạch để mua cả ngụy tác cũng không đành lòng bỏ mấy chục viên hạ phẩm linh thạch mua kim linh đơn để tu luyện huyền giai cao cấp công pháp cầm đạo thư lên ngụy tác lướt qua liền không biết nên cười hay khóc kim dịch lưu đơn quyết cuốn sách của tử bào lão đạo lại là huyền giai cao cấp chân nguyên công pháp lúc trước gã nằm mơ cũng muốn có một môn công pháp cao dài một chút để thay cho tử huyền chân quyết nhưng giờ có bổ thiên đơn gã không thể tu luyện kim dịch lưu đơn quyết nữa bản đạo thư này đương nhiên vô dụng pháp khí thành bộ ngụy tác cầm sáu cái lá liễu vàng lên là sáu lưỡi tinh kim phi nhận mỏng dính phủ van trên mỗi tấm khác nhau lưu huỳnh phi nhận bán linh khí tiêu hao chân nguyên không nhiều trong lúc gã kinh nghi quan sát lục bào lão đầu lạnh lùng nói ra đáp án đồng thời dặn nếu âm lân cốt kiếm của ngươi sử dụng rồi âm mị nhận cũng thi triển xong không còn chân nguyên nữa thì vẫn còn mấy thứ này để đấu một phen bán linh khí có tính chất tấn công mắt ngụy tác ánh lên kinh hỉ rồi lại cười khổ Bộ pháp khí này bình thường rất khó kiếm, nhưng với đối thủ gã sắp phải đối diện thì không đáng kể gì. Cái gì nữa đây? Trong nạp bảo nang của từ bào lão đạo còn vật cuối cùng là một viên đen đen, ngụy tách nhìn mãi không ra. Phong hầu đơn, lục bảo lão đầu khinh thị lạnh giọng hòa vào nước vô sắc vô vị, nhưng có thể đầu độc được nhiều loại ngũ gia yêu thú. Lúc nào ngươi cạn cạn nghĩ, cứ nuốt vào, một trăm ngươi cũng xong đời ngay. Xem ra lão đạo này là kẻ âm hiểm. Lưu sa phủ, thạch trụ phủ, hỏa thuẫn bảo phủ có vẫn hơn không lục bào lão đầu thuận tiện nói luôn mấy thứ linh tinh của tu sĩ mặt ngựa đây là ngụy tác mở cái túi da khác của tu sĩ mặt ngựa lánh ngoại bên trong chỉ có hai thứ một túi phấn trăng và một khối ngân sắc tinh kim có vẻ là nguyên liệu luyện khí gã đâm ra không khỏi thất vọng nhưng nhìn rõ túi phần trắng thì gã lại hớn hở túi phấn trắng đó là bạch lân thú cốt phấn xem ra bọn hoàng sam tu sĩ đã tính sẵn khi người của thiết sách và phệ tâm trùng lưỡng bại câu thương không đấu nổi vệ tâm trùng thì chúng thừa cơ và giết yêu thú có túi bạch lân thú cốt phấn này vạn nhất ngụy tác xui sẻ gặp phải phệ tâm trùng trong thành phong lăng thì xác suất sống sót cũng cao hơn đó là thanh tác ngân nguyên liệu thượng thặng để luyện khí khối ngân sắc tinh kim cỡ nửa nắm tay còn lại khiến lục bảo lão đầu cả kinh tên tham tiền mặt ngựa này lại có thứ thế này hả ngụy tác kinh ngạc hỏi thanh tác ngân là cái gì lục bảo lão đầu cấm cẩu bây giờ cho ngươi biết cũng vô dụng còn sống về đã hãng tính ngụy tác không trả đũa thu hết những thứ tạm thời vô dụng như linh thạch và long hồ tử vi bào vào hắc sắc nạp bảo nang đoạn trầm ngâm tính toán bước tiếp theo đúng lúc đó tiếng ầm ầm vang lên mặt đất rung rinh thanh phong lăng như thể xảy ra địa chấn ngụy tác tức thì méo sạch mặt mày con bà nó chứ lão đầu ta thích chui vào lỗ nhỏ chứ thích gì lỗ lớn thế này tiếng động đó đích xác từ dưới thanh phong lăng vọng lên trong khu rừng ở phía bắc thanh phong có mấy động quật dốc thẳng đứng xuống dưới như khoáng động cùng với tiếng nổ liên tục phát ra ánh sáng chói lòa đi theo mấy khoáng động này xuống dưới sẽ tới địa lăng cực kỳ ghê rợn của thanh phong lăng cung điện dưới lòng đất từ thời thượng cổ này phần lớn đã đổ nát cũng có nơi còn khá nguyên lành nên bên trong thanh phong lăng vốn chỉ một góc cung lớn hơn nhiều thạch thư rung động hoàn toàn phức tạp không kém gì mê cung nếu không dùng ngôn ngữ để hình dung thì cứ tưởng tượng một tòa thành mấy trăm vạn người bị địa chấn khiến cho đổ nát rồi chìm vào màn đêm vĩnh hằng không bao giờ thấy ánh nắng như vậy dù cư dân lâu đời trong thành cũng không biết được đường lối, bảo tìm được đến kỹ viện hay đến nhất chắc người đó cũng bó tay. Hà huống nơi này còn có vô số yêu thú như hủ thi trùng. Hiện tại trong một địa cung dưới lòng thanh phong lăng, nhóm Nam Cung Vũ Tinh đang bị một đàn hủ thi trùng bao vây. Đàn hủ thi trùng chừng hơn 30 con, không chế hủ thi toàn thân đen xì, da bóng nhễ lên như thể một toán người bị bôi dầu không rõ từ bao giờ. Hơn 30 hủ thi uốn éo theo những tư thế, không dễ chịu chút nào, từ bốn phương tám hướng vung hai cánh tay lao vào bọn nam cung vũ tinh cơ hồ muốn giết sống họ rồi xé tan thành từng mảnh cộng thêm nam cung vũ tinh tổng cộng có năm tu sĩ bị vây cả liễu ngũ từng gặp ngụy tác tại thạch thư rung động cũng có mặt ở giữa năm người có một tu sĩ dâu quay nón mặc áo vải gai mỗi lần vung tay là quanh năm người lại xuất hiện một tấm thiểm điện tiểu thuẫn tròn lớn cỡ trái dưa lúc này quanh năm người đã xuất hiện ba bốn chục tấm hủ thi nào va vào thiểm điện tiểu thuẫn sáng rực đều bị giật nảy lên trông thập phần hoạt kê cảnh y là một hắc bảo tu sĩ nhỏ thó mỗi lần thi pháp là trong vòng một hai trượng lại mọc lên nhiều mũi đá nhọn như búp mang khiến hủ thi không thể động đậy nam cung vũ tinh và liễu ngũ cùng một tu sĩ trẻ tuổi mặt hơi vàng vọt liên tục phát ra thuật pháp tấn công tu sĩ mặt vàng mọc pháp y xanh bước này lại là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng mỗi lần thi pháp đều có một hủ thị bị năm đạo quang nhận xanh biếc do y phát ra cắt thành mấy mảnh năm người công thủ thập phần chặt chẽ đối phó đàn hủ thi trùng một cách rất nhẹ nhàng, thoáng sau đã có hơn 10 con bị giết. Nhưng Nam Cung Vũ Tinh lại tỏ ra kinh nghi bất định. Nam Cung Vũ Tinh, sao vậy? Đột nhiên, Liễu ngũ cảm giác được nàng khác thường nên ngoái nhanh lại hỏi. Nam Cung Vũ Tinh tỏ vẻ không dám tin. Y đến rồi. Liễu Ngũ và ba tu sĩ còn lại đều nhìn nàng đầy nghi hoặc, ai? Là Ngụy Tác đã gặp qua huynh đệ một lần, chỉ khi cách y 300 dặm, truyền tấn ngọc phù này mới phát quang, địa cung sâu xuống cả trăm dặm, khẳng định lúc này cách lối vào địa cung thanh phong lăng không xa nam cung vũ tinh nhìn truyền tấn ngọc phù còn sang lên nói với bọn liễu ngũ theo lý lúc này y không thể nào đến thanh phong lăng lại còn dùng truyền tấn ngọc phù chắc biết ta ở đây nên truyền tin gì đó sự tình hình như không ổn tu sĩ mặt vàng trẻ tuổi có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng trầm giọng chúng ta phân thành ba tổ tìm phệ tâm trùng không thể nào cùng tụ tập ở ba chỗ và cùng một lúc Hủ thi trùng này cũng khác thường hình như cố ý cầm chân không cho chúng ta hội hợp với hai tổ kia. Sao lại thế được? Hủ thi trùng không thể có trí tuệ thế được. Hắc bảo tu sĩ nhỏ thó vội lắc đầu, cắt giọng the thé. Tu sĩ mặt vàng tựa hồ là đầu lĩnh, hơi trầm ngâm, dù thế nào cũng mau tìm cách gặp bọn nạp lan băng rồi liên lạc với vị bằng hữu của Nam Cung Vũ Tinh sao. Xem ra, sau này ta phải luyện thuật pháp nào đó, kiểu dạ quang nhãn, cứ như ta có duyên với chui vào động thì phải. Ngụy tác muốn khóc mà không có nước mắt khán, nhìn điện lăng như mây cung trước mặt, Trước đây gã không thích đến những chỗ không chạy thoát được để san yêu thú, nhưng sau trận đấu với lâm đạo nhất trong động, thì đến vào thạch thư dung động, hiện tại lại là địa lăng ở thanh phong lăng, hết động này đến động khác. Địa lăng giống hệt một thành thị bị địa chấn phá hoại rồi bị vùi xuống lòng đất. Ngụy tác đang đứng trên một dãy bậc đá đổ nát, hai bên toàn là trụ đã gãy cục cùng tượng đá, trước mặt là cung điện hoang tàn, chìm trong bóng tối. Những bức tượng gãy mất một nửa và các trụ đá gánh đỡ cung điện dựng lên tua tủa. trong điện còn có xương khô giải rác trong động quật cao chừng bảy tám trượng ở phía trên đầu gã có một khe nứt chừng một người chui vừa địa lăng thanh phong lăng không khác gì một căn phòng bát đầu đầu cũng là lỗ thủng ngụy tác chui qua khe nứt đó xuống dưới này phong vân lý chỉ đủ giúp một người đang không năn sáu trượng gã ngã xuống thế này muốn ra được còn phải tìm lối khác ngụy tác ngoái lại nhìn một lúc bảo lục bảo lão đầu lão đầu nhìn giúp ta xem bằng không ta sơ ý chúng phải cấm chế hoặc bị yêu thú nào đó đánh lén mà mất mạng thì với chốn hoang lương này chưa biết chừng vài vạn năm nữa người mới được phát hiện. Không cần lắm lời, ta sẽ nhìn hộ, lục bảo lão đầu hư một tiếng, dù ngươi xong đời, thì cũng không cần lo cho ta, đằng nào thọ mệnh của ta cũng không còn nhiều nữa. ngụy tác gật đầu, cố gắng nhắm mắt lại, không dám móc dạ Minh Châu ra, đợi khi mắt quen với bóng tối thì đi về phía có tiếng động. Tình cảnh trong địa lăng cực kỳ hung hiểm, gã quả thật sợ hãi. Chỗ nào cũng là đá đổ ngổn ngang, vô số đường rẽ nhưng không còn đường nào nguyên lành nhiều cung điện đi qua chỉ trực đổ xuống có lúc nửa bức tường nát dựa gá vào một nóc điện lỗ chỗ khiến ngụy tác đi qua mà lo ngay ngáy không biết mình có bị dề chết trong đó không có lúc nhìn cả con đường còn nguyên lành đi một lúc mới phát hiện phía trước là cây cầu gãy bên dưới là vực sâu vạn trượng không còn đường nên đành quay lại ngụy tác liên tục đổi tiêu ký sợ mình sẽ lạc ở trong này tệ hơn là đi về phía lúc trước phát ra âm thanh được một lúc thì âm thanh tắt ngóm ngược lại ở phía rất rất xa lại vang lên tiếng người thi triển thuật pháp Nam cung vũ tinh mỹ nữ thật ra người ở đâu? Mau cho biết một chút chứ. Chỉ khẳng định được nam cung vũ tinh hiện tại đang ở trong địa lăng, không rõ rộng mấy trăm dặm này, hơn nữa còn trong phạm vi cách gã ba trăm dặm. Vì một chốc trước đây truyền tấn ngọc phù còn phát quang, có điều truyền tấn ngọc phù này là hàng cấp thấp, chỉ biết nam cung vũ tinh ở đây chưa gặp chuyện gì, chứ không thể truyền thêm tin tức. Ngụy Tác có phần tiến thoái lưỡng nan, đứng trước một thông đạo hẹp, con đường này chỉ đu cho một người qua trên đỉnh còn có khe nứt tương tự hướng lên loáng thoáng có ánh sáng chiếu xuống là đường dốc đứng nghe thấy ở hướng khác của tiếng động ngụy tắc nghiến răng đi vào nơi đó cách chỗ gã đứng hiện giờ quá xa nhỡ may vất vả lắm mới đi được nửa đường thì âm thanh biến mất chẳng phải phí công sao chi bằng cứ đi về phái nghe thấy thanh âm phát ra lúc đầu xem sao đã rồi tính trong con đường một chiều này rất khó để quay lại ngụy tắc càng cẩn thận thần kinh toàn thân căng như dây đàn đột nhiên giọng lục bào lão đầu vang lên trong tai cẩn thận phía trước có một tu sĩ tận cùng con đường là một cung điện đổ nát mỗ tê thông đạo gồm toàn bậc đá dân xuyên qua phế khư trong một gian điện đổ nát một nửa nằm bên dãy bậc đá có một tu sĩ trung niên mặc áo choàng đen đang mai phục trong một góc mắt để cảnh giác nhìn lên dãy bậc đá mặt trung niên tu sĩ dài ngoằng hai con mắt tam giác mặt mũi hơi âm trầm không kém gì hồng y tu sĩ đã tranh địa hòa lô phòng với ngụy tác đột nhiên không hề có dấu hiệu gì tu sĩ đột nhiên cảm giác thấy gì đó quay phát lại trong một cung điện cách mé trái gã không xa ngụy tác mặc thanh y đang nghiêm túc nhìn hắn là ngươi tu sĩ biến hẳn sắc mặt từ tay nắn ra hai làn ô quang hóa ra là một đôi pháp bảo lấp lánh tinh quang như chân chim chuyện gì hả chỉ thấy hai đạo ô quang cơ hồ không hề bị càn sáng vào ngực ngụy tác nhưng tu sĩ đó không thấy cảnh ngược gã phun máu như tưởng tượng mà hai ngọn trào rực ô quang xuyên thẳng qua người gã con người gã cũng chỉ gợn sóng lên như mặt nước trong vèo. Đồng thời, một chiếc vòng đồng như thùng nước đột nhiên trói kín thân thể hắn, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì cuồng phong ảo ạt. Mười mấy hắc sắc khô lâu đầu kinh rợn cùng một đạo ô quang từ phái sau dáng đến. Đầu tu sĩ này văng lên, thân thể bị hắc sắc khô lâu đầu bắn thủng lỗ chỗ. Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng. Ngụy tác từ phía sau bước ra, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm gã lại gom hết đồ trên mình tu sĩ này thành một bó rồi nhanh chóng theo dãy bậc đá tiến vào khu rừng cung điện đổ nát thanh y ngụy tác đứng bất động ở bên trái thi thể tu sĩ đó một lúc thì mờ dần tiêu tan trong không khí nhất thời âm thanh trong cả địa lăng lặng tắt chìm vào im lặng ghê người hiện tại ngụy tác cũng không rõ nên thở phào hay khẩn trương hơn cách gã chừng ba bốn chục trượng là một miệng vực sâu không đáy trên miệng vực là một cây cầu đá nối hai bờ trừ vài vết nứt trông khá lớn ra thì vẫn nguyên lành. Ở đầu cầu gần gã, trong một đống đá lớn hình như đưa và còn chưa kịp điều khắc có một tu sĩ mai phục, pháp y trên mình hắn không rõ bằng chất liệu gì mà cũng có thể đổi màu theo hoàn cảnh chung quanh như hồi nham xà. Lúc này pháp y của hắn có màu xám như tảng đá, nếu không nhờ lục bào lão đầu nhắc thì trong hoàn cảnh tối tăm này, dùng ngụy tác đến sát cạnh cũng không phát hiện ra hắn. Ngụy tác dùng vọng khí pháp quyết, tu sĩ không nhìn rõ mặt này, cũng như tu sĩ bị gã dùng ảo quang thu hút chú ý rồi đánh lén lấy mạng là tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng xem ra bọn hoàng sam tu sĩ không phải tất cả đều là tu sĩ chu thiên cảnh nhưng rõ ràng bọn chúng không ít người hơn nữa có vẻ thông hiểu địa lăng bố trí sẵn nhân thủ ở nhiều nơi ngầm giám sát người của thiết sách đợi thời cơ thích hợp là xuất thủ vây giết một mẻ ngụy tắc nín thở một chốc lại lấy ra một tấm ảo quang phủ như ban nãy lẳng lặng đến gần tu sĩ mai phục ở đầu cầu cộng cả tấm trên này gã hiện có bốn tấm ảo quang phủ trong đó có một tấm mô phòng hình đàn lợn gã cho rằng trong tình hình nào dùng ảo quang phù ảo hóa ra hình ảnh minh thì hơn cũng sẽ như ban nãy có thể phân biệt được người của mình hay địch ngay không giết nhầm người của thiết sách thế nào định đánh lén ta hả nhưng ngụy tác dững lại thiếu chút nữa hồn phi phách tán là lúc còn cách tu sĩ đó ít nhất 20 mươi trượng thì hắn đột nhiên quay lại tu sĩ này trông chừng trên 30 tuổi mặt mũi khô gầy lưỡng quyền nhô cao nổi bật nhất là hắn chuột một mắt có đeo miêng che mắt đen ngòm lúc này hắn dùng con mắt độc nhất nhìn ngụy tác chắp hai tay sau lưng gửi lạnh liên hồi ngụy tác vừa kinh hoàng móc ra một tấm hỏa cầu phù vừa tỏ vẻ không tin được sao lại thế được người phát hiện ra ta bằng cách nào thế nào nhất giai hỏa cầu phù mà tưởng đối phó được ta độc nhãn tu sĩ khinh bị cực độ nhìn gã giơ tay ra điểm một tấm thiết thuẫn đen xì lơ lửng trước mặt thôi vậy gặp cao giai tu sĩ như ngươi coi là ta xui xẻo ta vất vả lắm mới đến được đây không ngờ chưa gặp người của thiết sách đã bị các người tóm được ngụy tác mặt mày xám xịt đặt hòa cầu phù xuống chỉ là ta không sao hiểu được ngươi làm cách nào phát hiện ra ta độc nhãn tu sĩ đắc ý mỉm cười để ngươi chết minh bạch cũng không sao đoạn phất tay ra sau lưng một bóng đen nhỏ xíu đột nhiên bò lên tay là một con chuột có vằn đen pha bạc vậy ngân thử hóa ra là ngự thú thuật ngụy tác ngẩn người hiểu ngay cơ sự Ngươi nhét hỏa cầu phù vào ngực áo làm gì chốc nữa ta lại phải móc ra thấy ngụy tác gật đầu cúi xuống thở dài nhét bảo hòa cầu phù vào ngực áo độc nhãn tu sĩ bật cười ha hả ngươi định làm gì huyền quy thuẫn nhưng rồi hắn trợn tròn mắt vì ngụy tác nhét hòa cầu phù xong thì phất tay một tấm thuẫn bài như mai rùa màu đen xuất hiện trước mặt thế nào lẽ nào ngươi định đấu với ta độc nhãn tu sĩ chừng con mắt độc nhất như thể kỳ phản ứng lại à ngươi muốn chống chọi một chút kỳ vọng người của thiết sách năng nghe thấy động tĩnh đến đây hả bất quá đừng si tâm vọng tưởng nữa đừng nói người của thiết sách nhất thời không thể đến đây ta muốn giết ngươi đâu cần gây ra động tĩnh gì gây gớm ngụy tác nhìn độc nhãn tu sĩ không đáp mà lấy ra một vật không ta muốn cho ngươi thấy thứ này cái gì hả a à, độc nhãn tu sĩ hơi hiếu kỳ chừng con mắt duy nhất lên đột nhiên cạnh hắn như xuất hiện mặt trời con mắt cơ hồ bị kim châm không thể mở ra được chà cái gì đây rắn hả con bà nó chứ ngươi không sợ chuột của ngươi bị rắn nuốt chừng hả dùng nhật trước bảo phù khiến độc nhãn tu sĩ không mở mắt nổi ngụy tác định dùng tiếp ngũ hành đồng hoàn và âm mị nhận hạ sát đối thủ nhưng cùng lúc hắn gào lên thê thảm thì một giải thanh quang từ trong cái túi trên tay bắn ra vòng qua huyền quy thuẫn trước mặt ngụy tác thanh quang có tốc độ kinh nhân này là một con rắn nhỏ toàn thân xanh biếc có hai cái cánh thịt vòng qua huyền quy thuẫn tiểu sạc cắn thẳng vào cổ họng gã ngụy tác nào dám để nó cắn chúng ré lên rồi bỏ mặc cả sử dụng ngũ hành đồng hoàn và âm mị nhận dồn chân nguyên vào tấm áo xám xịt đang mặc lúc gã nhìn rõ con rắn đang há miệng trước mặt thì một giải cương phong xanh đen cùng một con hỏa phượng đồng thời xuất hiện hất văng con rắn đi còn thuần dưỡng cả yêu thú thế này chả trách hắn chỉ thần hải cảnh ngũ trọng mà dám coi ta như người chết rồi ngụy tác sờn gai ốc nhìn con rắn nhỏ xanh lè tu sĩ có yêu thú đã thuần dưỡng lúc đối địch coi như có thêm trợ thủ đương nhiên lợi hại hơn tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng phổ thông nhiều lẽ nào con mắt lành của ta cũng hỏng rồi đằng kia độc nhãn tu sĩ cố mở mắt ra cũng biến hẳn sắc mặt xoa mạnh lên con mắt duy nhất tấm pháp y tầm thường xám xịt kia sao lại xuất hiện cả cương phong lẫn hỏa phượng chặn được cả tứ cấp thanh trúc rực xa của hắn cùng lúc một chiếc vòng đồng từ tay ngụy tác bay ra lớn vụt lên trong tích tắc trói chặt độc nhãn tu sĩ độc nhãn tu sĩ tỏ rõ vẻ kinh hoàng con rắn cũng cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm liều mạng vòng ra phía sau ngụy tác cắn vào gáy gã không cần lo thanh trúc rực xà chỉ là tứ cấp hạ giai không phá được phòng ngự của pháp y ngươi mặc đâu ngụy tác vốn sợ tóc gái định ngăn đỡ con rắn thì nghe thấy giọng lục bào lão đầu cất lên gã liền nghiến răng mặc kệ vụt một tiếng chói tai kích phát âm mị nhận a à, thiết thuẫn chặn trước mặt độc nhãn tu sĩ và đầu hắn trực tiếp bị âm mị nhận cắt làm đôi như cắt giấy còn muốn đánh người không thông minh một tí như con chuột kia hả ngụy tác nuốt một viên hồi khí đơn độc nhãn tu sĩ bị giết thì cùng lúc con chuột vàng đen pha bạc khiến gã bại lộ chạy mất tích nhưng lục sắc tiểu xa ở sau lưng không bỏ cuộc vẫn liên tục xung kích hỏa phượng bay lượn quanh gã thoáng sau hỏa phương do hỏa phượng đỗ đầu phát ra mở đi nhiều uy năng sắp bị thanh trúc dược xà tiêu ma hết thừa cơ thanh trúc dược xà lại bị hỏa phượng hất văng một giải bạch sắc băng vụ nổ tung ngụy tác phát ra một tấm nhị sai hàn băng phủ sử dụng đã quen tay đông cứng thanh trúc dược xà trên không rồi một quả kim sắc lôi cầu bay ra tiếp theo đánh cho con rắn giật giật liên hồi ngụy tác lại lấy lưu huỳnh phi nhận của từ bào lão đạo từ nạp bảo nang ra chém vào thanh trúc dược xà đã hoàn toàn không còn khả năng chống cự nữa sáu giải kim quang cắt qua thanh trúc dược xà bị chém thành mấy đoạn rơi xương ngụy tác lại thu hết đồ vật trên mình độc nhãn tu sĩ cả thanh trúc dược xà bị chém là mấy đoạn cũng không lãng phí nhét hết vào hắc sắc nạp bảo nang ném thi thể độc nhãn tu sĩ xuống hạp cốc không đáy rồi lao qua cây cầu đá qua cầu qua một con đường dưới thành môn lại là một phế khư đổ nát tan tành đã vào sâu rồi nên không khí trong lành khó vào theo đâu đâu cũng một mùi ẩm mốc khó người khiến gã khó hít thở bình thường càng khiến gã đau đầu là gã và lục bảo lão đầu đã hoàn toàn mất phương hướng khó lòng đoán ra âm thanh lúc trước phát ra từ đâu cứ đi loạn xạ trong thành thị đổ nát dưới điện lăng không gặp bất kỳ tu sĩ nào suy tính một hồi ngụy tác ẩn mình vào trong tiểu cung điện đổ nát vừa đợi cho chân nguyên khôi phục vừa tính toán chiến lợi phẩm lấy được từ danh độc nhãn tu sĩ mới bị gã giết. Mấy tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng này ít nhất cũng có gia tài mấy nghìn viên hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ mặc áo choàng đen bị gã dùng ảo quang phủ thu hút chú ý, rồi đánh lén lấy mạng, có tổng cộng chừng hơn 2.000 viên hạ phẩm linh thạch. Còn cả đôi pháp khí hình chân chim không rõ luyện chế từ chân yêu thú nào, cũng có uy lực bán linh khí. Chỉ là tốc độ không bằng lưu huỳnh phi nhận của tử bào lão đạo, nên hiện thời vô dụng với gã. Có điều đôi trò này, cùng vài thứ khác, ít nhất cũng trá trị hai ba nghìn thiên viên hạ phẩm linh thạch hai cái túi này là nô thú đại trong đống đồ của độc nhãn tu sĩ ngụy tác tìm được hai cái túi da màu xanh nhưng pháp trận khác hoàn toàn với của nạp bảo nang nhìn kỹ một chốc không cần lục bảo lão đầu giải thích ngụy tác cũng nhận ra là nô thú đại chuyên dùng nhốt yêu thú đã thuần dưỡng bên trong nô thú đại có không gian với thể tích nhất định đủ để mang yêu thú to lớn theo bên mình nhưng hai cái túi hoa văn khá đơn giản này chỉ là hàng cấp thấp không gian bên trong không lớn lắm e rằng không chứa đủ yêu thú có thể hình đặc biệt lớn mảnh vỡ pháp bảo tiếp đó gã lại bị một cái thanh mộc hồ lô vỡ thu hút chú ý không rõ dùng loại gỗ nào luyện chế thành mà nặng hơn cả sắt bên ngoài vẽ hoa văn trôn ốc liên tục lóe lên thanh quang thanh hoàng hồ lô lục bào lão đầu tựa hồ hơi chấn kinh từng giải lục bao quanh thanh mộc hồ lô đã thủng mấy lỗ thoáng sau lục quang thu về dưỡng quỷ quán lục bào lão đầu thở dài vốn thanh hoàng hồ lô là đạo dài mộc hệ pháp bảo không chỉ vừa công vừa thủ được, mà mộc khí có thể tới tắm linh điền, có tác dụng thuốc chín với một số linh dược. Nhưng thanh hoàng hồ lô này đã bị hỏng mất mấy pháp trận trọng yếu, lực công kích còn không bằng bán linh khí. Tối đa chỉ phát ra được một giải thanh mộc khí, bao lấy người sẽ khiến những loại yêu thú không dùng thị lực mà dựa vào khí tức, xúc giác để cảm chi coi người là một khúc gỗ, không bị chúng phát hiện. Chà, đạo giai mộc hệ pháp bảo nếu pháp bảo này còn nguyên thì chẳng phải ta đối phó tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng đó cũng được còn gì ngụy tác há hốc miệng rên lên còn nguyên cái đầu ngươi còn nguyên thì ngươi công phá được phòng ngự của thanh mộc lâm do thanh hoàng hồ lô hóa ra chắc lúc đó đối thủ cứ dùng thanh hoàng ất mộc là đủ đập chết ngươi rồi địa đồ thanh phong địa lăng nô thú tàn thiên trừ linh thạch đại đựng gần 200 viên trung phẩm linh thạch và vài vật giá trị không cao như hồi khí đơn hai vật này của độc nhãn tu sĩ khiến ngụy tác hớn hở độc nhãn tu sĩ quả nhiên có một tấm địa đồ địa lăng làm từ da dê. Tuy tấm địa đồ này chỉ vẽ một phần của địa lăng nhưng nhiều nơi và ngã sẽ quan trọng đều có chú giải rõ ràng. Hơn nữa nhiều chỗ còn ghi chú chữ phệ tâm trùng, rõ ràng là nơi phệ tâm trùng có khả năng xuất hiện nhất. Chả trách bọn Hoàng Sam tu sĩ dám trực tiếp xông vào đây, chuẩn bị vây giết người của thiết sách, hiển nhiên chúng hiểu rõ hoàn cảnh nhiều nơi trong địa lăng này, coi như đã chiếm địa lợi. Thứ khiến ngụy tác cuồng hỉ còn lại là một quyển sách bìa đen, ghi lại cách sai, khiến, nuôi nấng và khiến yêu thú tiến dài lúc đối địch mà có vài yêu thú tiểu đệ thì quả phi thường hữu dụng như độc nhãn tu sĩ trong lúc không kịp phản ứng thì yêu thú hắn nuôi đã bước được ngụy tác phòng thủ thiếu chút nữa khiến gã mất hẳn tiên cơ vì vài vạn năm trước số lượng yêu thú không nhiều như bây giờ nên lục báo lão đầu không rõ kinh nghiệm thuần dưỡng yêu thú kiểu này quan trọng hơn cuốn sách này là do đại môn phái hoặc tán tu lợi hại nào đó để lại vì kim thiếu cung trong linh nhạc nổi danh nuôi yêu thú cũng chỉ có phương pháp nuôi nấng khiến yêu thú trưởng thành chứ không có cách thông qua cho ăn hoặc qua thủ đoạn nào đó khiến yêu thú tiến dai muốn có một con cao gia yêu thú non cực kỳ khó khăn nhưng trong toàn thiên này ghi chép rất nhiều cách tiến dai cho yêu thú cấp thấp dù thuần phục một yêu thú cấp thấp cũng có thể từ từ khiến chúng tiến dai hơn nữa yêu thú cấp thấp tiến dai rồi sẽ có thêm vài loại thiên phú dị năng lợi hại hơn yêu thú cùng cấp đọc qua đô thú tản thiên của độc nhãn tu sĩ ngụy tác lại dùng thanh quang của thanh hoàng hồ lô để nghiên cứu địa đồ địa lăng địa lăng được chia thành hai phần càn khôn chính thâm cốc gã vừa đi qua là điểm phân chia danh giới hai bộ phận trên địa đồ vực sâu như hộ thành hà vây một vòng tổng cộng có 18 cây cầu đá như ban nãy nối càn cung ở bên ngoài và không cung ở bên ngoài bất quá theo ghi chú trên địa đồ 10 trong mười cây cầu đã hoàn toàn ngãy nát chỉ người thiện nghệ phi độn pháp quyết mới qua được tu sĩ nhưng ngụy tác phải dựa vào phong vân lý mới đằng không được mấy trượng thì không thể đột nhiên bay qua được cự ly dài như thế địa đồ ghi lại địa hình của một phần ba địa lăng hai phần ba còn lại có lẽ bọn hoàng sam tu sĩ chưa tìm hiểu nhưng chỉ những nơi có ghi chú trên địa đồ cũng lớn không kém gì linh nhạc thành ngụy tác mà không mua hàng cao cấp như phong vân lý tốc độ hơn bình thường mấy lần thì chỉ đi xuyên ngang sang đầu kia cũng mất nửa ngày nơi có vẻ tâm trùng thường xuất hiện gần gã nhất là thiết tượng cốc tựa hồ chủ nhân địa lăng này là hoàng đế một nước lớn lại tin vào âm gian hoàng tuyền lúc xây dựng thì cho rằng mình chết đi còn phải xuống âm gian dẫn quân đội kiến lập cương thổ nên trong địa lăng không chỉ có nhiều nơi mai táng quy mô lớn chôn vùi nhiều quân sĩ binh mã mà còn chôn sống vô số thợ thuyền thiết tượng cốc là nơi họ rèn binh khí cho ông ta bên dưới có huyền thiết khoáng mạch bên trên được khai tạc thành một sơn cốc xây không ít lò nung của phạm nhân bất quá qua địa đồ thì sơn cốc đó đổ nát tan tành địa hình thập phần phức tạp ngụy tác cho rằng người của thiết sách đến đây vì phệ tâm trùng rất có thể gần đó sẽ gặp họ gã nghiến răng quyết định mạo hiểm lén đến đó xem sao đột nhiên trong thanh phong lăng vang lên tiếng đấu pháp đùng đục hơn nữa tiếng động lần này mãnh liệt hơn mọi lần trước ngụy tác hơi biến sắc nghe một chốc xác định qua địa đồ nơi phát ra âm thanh là ở bên trái được gọi là đông hậu lăng đông hậu lăng tựa hồ là mộ của một phi tử của hoàng đế kiến tạo ra địa lăng nhìn trên địa đồ là một ngôi mộ hình tròn không khác gì cung điện bày nhiều quan tài đá rất lớn ngụy tác nhìn kỹ địa đồ một lượt rồi cất đi như còn rơi xám lao đi trong phế khư vô thanh vô tức lướt về phía đông hậu lăng cách đông hậu lăng chẳng năm sáu dặm gã đột nhiên dừng lại trong một ngôi mộ hình vuông lúc đó tiếng đấu pháp ở phía đông hậu lăng đã tan hết phía trước có người đến cơ hồ đồng thời giọng lục bào lão đầu vang lên trong tai ngụy tác nhắc nhở gã gã nhìn quanh thấy không có nơi nào ẩn thân liền lui nhanh lại gã vừa rời con đường ẩn mình vào bóng tối sau một bức tượng đổ nát thì vang lên tiếng xé không khí một nữ tử thân hình đẹp đẽ mặc áo vàng sắc mặt trắng nhợt mồ hôi đầm đìa từ trong thông đạo nhảy ra rồi một trung niên tu sĩ dâu quai nón cao lớn mặc hồng bào nhảy theo sát sạt cả hai đều không phát hiện ngụy tác ẩn thân gần đó cứ việc truy đuổi nhau tốc độ của hoàng sam nữ tử kém xa trung niên tu sĩ dâu quai nón sắp bị bắt kịp thấy không thể thoát khỏi hoàng sam thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp nghiến răng dừng lại tay phát ra một pháp khí như con bướm năm màu hóa thành một đạo ngũ sắc quang mang phủ một tiếng lao vào tu sĩ sâu quai nón đang đuổi ngày càng sát. đồng thời nữ tử mặt trái xoan trắng ngần này lại kích phát một tấm pháp phù hóa thành một lớp quang cháo trắng mốt bao quanh mình. nhĩ muội yêu sâu quai nón gầm lên một tiếng thuận miệng, phát tay như không có gì hàn quang lóe lên trước mặt liền xuất hiện một thanh hậu bối đại đao chém mạnh xuống. hồ điệp pháp khí của hoàng sam thiếu nữ vị chém làm đôi như một con bướm thật rơi nhanh xuống đất. Chà, ngụy tác thiếu chút nữa sặc nước miếng. Lần đầu tiên, gã thấy có người sử dụng pháp khí hình, dáng như phổ thông đại đao. Nhưng theo tình hình vừa rồi, thì cây đại đao trông không thể bình thường hơn của tu sĩ dâu quai nón ít nhất cũng có uy lực của bán linh khí. Ngụy tác còn chưa kịp dùng vọng khí thuật tra xét tu vi của dâu quai nón thì hắn lại kêu to, nhĩ muội yêu, với chút bản lĩnh này mà còn chống cự gì hả? Tu vi cao hơn người còn chết dưới tay lão tử, còn không mau ngoan ngoãn đầu hàng. Giọng dâu quai nón thập phần thô kịch, còn vương khẩu âm phương ngôn miền bắc thiên huyền đại lục ngụy tác cảm thấy tên dâu quai nón bắt nạt nữ nhân này không phải người tốt lành gì chỉ là nhất thời tình huống chưa rõ ràng gã không tiện xuất thủ chỉ lén dùng vọng khí thuật nhìn qua dâu quai nón mặc áo đỏ và hoàng sam thiếu nữ đều có tu vi thần hải cảnh ngũ trọng chỉ là thần hải quang hoa của thiếu nữ mở hơn nhiều rõ ràng dâu quai nón tu luyện công pháp cao hơn mấy bậc hơn nữa trong tay hoàng sam thiếu nữ không có pháp khí có thể sánh với đại đao của dâu quai nón các ngươi thật ra ai là ai là dám ngầm hạ thủ người của thiết sách bọn ta lẽ nào ngươi không sợ bị thiết sách truy sát hoàng sam thiếu nữ lại lấy ra một tấm pháp phủ không rõ là loại gì nhất thời không dám xuất thủ chỉ run giọng hỏi tên dâu rộng này quả nhiên cùng bọn với hoàng sam văn sĩ ngụy tắc nghe ra sâu quai nón lại dùng phương ngôn khẩu âm bóc phương cực nặng nhĩ muội yêu trông muội tử cũng khá thông minh sao lại nói ra hai câu ngu xuẩn ừ. như thế từ hôm nay thiết sẽ trừ danh khỏi tu đạo giới muội tử còn định dùng thiết sách ra dọa lưu tam pháo mỗ hả ngoan ngoãn đầu hàng mau lão tử thấy muội muội da thơm thịt mát nếu để lão tử được thoải mái sung sướng ở đây lão tử không những không giết mà con cho muội tử lợi lộc nữa làm luôn ở đây chà tặc tử này dâm đãng quá ngụy tác trợn tròn mắt cầm ngũ hành đồng hoàn và âm bị nhận chỉ muốn cho dâu quay nón một đòn lập tức nhưng gã không ngờ là hoàng sam thiếu nữ sắc mặt trắng nhợt do dự một chốc rồi nghiến răng nói với lưu tam pháo đang cười hắc hắc đầy dâm đãng chỉ cần chuyện đó là đại ca sẽ tha cho muội nhĩ muội yêu mau cởi y phục lão tử bảo muội tử làm gì thì cứ làm cái đấy cái gì chuyện với chả đó chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời lưu tam pháo mỗ đành lòng giết muội tử sao lưu tam pháo nói tiếp những lời cực kỳ thô tục chà không phải chứ vì sống sót mà cả việc đó cũng làm khiến ngụy tắc há hốc miệng là hoàng sam thiếu nữ đối diện dâu quai nón trong lúc sinh tử quan đầu để giữ được mạng nên bất chấp hổ thẹn cởi sạch từng lớp y phục ra chốc sau hoàng sam thiếu nữ đã trần trụi bộ ngực tròn vo trắng ngần cùng vùng đen đen thần bí dưới tiểu phúc đều phơi bày hết trước ngụy tác và dâu quai nón đối diện nữ nhân thế này ngụy tác không vội ra tay đợi đến khi tu sĩ dâu quai nón bắt đầu chiến đấu thì xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều tu sĩ dâu quai nón tựa hồ rất vừa ý với thân thể hoàng sam thiếu nữ nhĩ muội yêu bỏ nốt cả quang cháo đi còn nữa quay đầu lại nằm trên tảng đá quay mông về phía lão tử. Hoàng Sam thiếu nữ đã mất hết liêm sỉ, rất nghe lời quay đi, hai tay tì lên tảng đá mà tu sĩ dâu quay nón yêu cầu, tạo thành tư thế khiến máu nóng của ngụy tác chạy dần dật Cả lục bào lão đầu cũng tròn mắt, không nói được gì. Dâu quay nón cười ha hả đi về phía Hoàng Sam thiếu nữ như con dê đợi mổ thịt. Những tưởng hắn sẽ thỏa thuê dâm dục thì tu sĩ tự xưng là lưu tam pháo đột nhiên chỉ tay, thanh đại đào chém nhanh tới, mục tiêu là thiếu nữ đã trần như nhộng, nàng ta thậm chí không kịp kêu lên một tiếng nào trận chừng cặp mắt không dám tin ngã cục xuống nhĩ muội yêu lão tử nói thế mà ngươi cũng tin ngươi tưởng lão tử thích làm chuyện đó hả ngươi chắc chưa biết lão tử ghét nhất là nữ nhân chỉ thích nam nhân sâu quay nón hạ sát thiếu nữ xong tỏ rõ vẻ khinh bỉ tiếp đó giơ ngón tay áp út ra hử một tiếng miệt thị nhĩ muội yêu kẻ nào lén lén lút lút đánh lén ta đột nhiên sâu quay nón gầm to đại đao chém mạnh lên trong một tiếng tóe rực hoa lửa chém chóng một cái vòng đồng lớn cỡ thùng nước từ trên không lao xuống khiến vòng đồng nứt một vết lớn cha ngụy tác không ngờ dâu quai nón này không chỉ con người biến thái mà phản ứng cũng biến thái nốt chán gã tức thì toát mồ hôi lạnh vù một tiếng âm mị cũng được phát ra mười mấy hắc sắc khô lâu đầu cùng một đạo ô quang hòa theo âm phong giết gào lao vào dâu quai nón nhĩ muội yêu tiểu tử này trông khá lắm Dâu quay nón không nhận ra âm mị nhận gào giết âm phong mà mắt sáng lên khi thấy ngụy tác cha ngụy tác ấn lạnh trong một tiếng đại đao của dâu quay nón lại chặn đứng được âm mị nhận thân đao chỉ xuất hiện một vết chém nhẹ thanh đao trông cực kỳ tầm thường của hắn Chỉ lực công kích kinh nhân còn có thể sử dụng như pháp bảo phòng ngự linh khí cấp phệ tâm trùng đừng mắc lừa hắn gạt người đó cùng lúc chặn âm mị nhận dâu quay nón nhìn về phía sau ngụy tác kêu lên như thế ma quỷ nếu không có lục bảo lão đầu nhắc nhở ngụy tác đã tưởng sau lưng đột nhiên xuất hiện vệ tâm trùng soạt một tiếng nhẹ tênh ngụy tác giả bộ ngoái lại không hề khách khí phát động nhật trước bảo phù nhĩ muội yêu sâu quay nón kêu lên thê thảm mắt hoa lên không thấy gì nữa ngụy tác hiện tại cũng có chút kinh nghiệm đối địch cùng lúc phát động nhật trước bảo phù thân hình hơi giớn sang trái ra vẻ muốn dịch ngang nhưng khi cường quang sang lên thì lại lướt sang phải chát đại đao của đối phương chém vào bên trái gã chém vào nền đá đối diện với tu sĩ vừa biến thái vừa âm hiểm như thế ngụy tác không dám tiết kiệm chân nguyên nghiến rằng tiếp tục phát động âm mị nhận nhĩ muội yêu đúng là linh khí hả sâu quay nón thét lên the thé âm mị nhận tự sắp lao vào người thì quanh hắn chợt giấy lên màn sáng màu xanh đồng âm mị nhận chém xuống cũng chỉ tạo ra mấy vết nứt không đánh tan được màn sáng hai đòn âm mị nhận phát ra chân nguyên của ngụy tác cơ hồ cạn hết không thể tiếp tục kích phát âm mị nhận Phung tay dồn hết chân nguyên còn lại kích phát lưu huỳnh phi nhận ra lấy cả con bài tẩy âm lân cốt kiếm chuẩn bị khi lưu huỳnh phi nhận của tử bào lão đạo không phá được màn sáng thì sẽ dùng âm lân cốt kiếm đối phó tên biến thái này soạt sáu tấm lưu huỳnh phi nhận giáng xuống sao rốt cũng phá tan màn sáng sâu quay nón chật vật mở mắt ra nhìn rõ phương vị của ngụy tác thì lưu huỳnh phi nhận đã cắm vào ngực hắn xuyên thâu ra đằng sau bị sáu lưỡi dao dài cả thước xuyên ngực thì khẳng định không giữ được mạng nhưng tu sĩ dâu quai nón vẫn đứng vững như không hề hấn gì nhĩ muội yêu ngụy tác đầm điểm mồ hôi lạnh đứng lại một chốc liền không nén được buột ra câu dâu quai nón vẫn nói biến thái quá dâu quai nón hiện tại mắt lồi ra đã hô ai tai từ lâu nhưng vẫn đứng vững cũng khó trách ngụy tác buột ra câu nhĩ muội yêu như hắn vì nếu không phải ban nãy thấy hắn Cứ một câu nhĩ muội yêu hai câu nhĩ muội yêu kết quả hiện tại bị chém sau đao không kêu lên một tiếng như thế thì hình như không ổn ngụy tác vừa hao tận chân nguyên chắc đã sử dụng âm lần cốt kiếm uy lực đáng sợ nhất của mình rồi thanh đao gì đây nhỉ đúng là người biến thái dùng đao biến thái ngụy tác lau mồ hôi lạnh nhổ thanh đao cắm trên vách núi ra ngụy tác chưa kịp lột sạch tài sản của dâu quai nón biến thái tự xưng là lưu tam pháo thì giọng lục bào lão đầu đột nhiên vang lên cực kỳ cấp thiết trong tai gã không ổn đông lắm cả trước và sau đều có người không phải chứ ngụy tác nhợt nhạt mặt mày Chỗ gã đứng là một ngôi mộ nhỏ trong thông đạo, tựa hồ để chôn nha hoàn nô bộc bồi táng, chỉ gồm mấy chục trượng vuông, không có lối thoát. Ba nãy dâu quay nón từ trong một thông đạo lao ra, chú ý hết đến hoàng sam nữ tử nên gã mới không bị phát hiện. Hiện tại hai đầu đều có người bao vây, gã trốn vào đâu cũng sẽ bị phát hiện. Giọng Lục Bảo lão đầu kinh hãi như vậy, bảo là rất đông người thì từ hai đầu vây lại tuyệt đối không chỉ một hai người. Ngụy Tác lại toát mồ hôi lạnh nghiến răng móc ra một tấm áo rách đầy máu từ nạp bảo nang ra. Tấm pháp y này của độc nhãn tu sĩ bị gã giết ở đầu cầu, vốn còn công dụng ẩn mình, nhưng bị gã dùng âm mị nhận phát ra âm phong khô lâu đầu xé tan, nên mất công hiệu. Gã vội mặc lên, rồi đá một cước vào dâu quai nón đứng trước mặt, khi hắn ngã xuống thì gã nằm bất động ở dưới, để thi thể hắn đè lên. Hình thể của gã tương tự độc nhãn tu sĩ, nằm dưới đất thế này không khác gì thi thể độc nhãn tu sĩ thật sự ngụy tác cơ hồ vừa giả chết thỏa đáng thì từ thông đạo ban nãy hoàng sam thiếu nữ và dầu quai nón xuất hiện lao ra năm tu sĩ trong đó có cả hôi y tu sĩ chu thiên cảnh mà ngụy tác gặp lúc đầu tại thành bắc tập thị sau đó lại đến bờ đầm nước chứng kiến thi thể tử bào lão đạo lưu tam pháo hà nương nhãn nhìn thấy thi thể lưu tam pháo và kẻ bị ngụy tác giả trang nằm giữa đống đá năm tu sĩ đều biến sắc nắm chặt pháp khí như lâm đại địch cùng lúc chúng kinh hô sắc biến tiếng động lại vang lên phía sau lưng ngụy tác lại thêm năm tu sĩ xuất hiện năm người này là nhóm nam cung vũ tinh và liễu ngũ bị hủ thi trùng cầm chân lúc trước hoàng y cũng vậy năm người này thấy năm tu sĩ đối diện thì đều kinh hãi đồng thời hô lên kinh hãi nhìn ánh mắt chạm vào thi thể lõa hồ của thiếu nữ các vị là ai chỉ qua địch ý trong mắt bọn hôi y tu sĩ phe nam cung vũ tinh đã biết đối phương là đối địch tu sĩ chu thiên cảnh trẻ tuổi mặt vàng của thiết sách trượt mắt lóe hàn quang lạnh giọng hỏi bọn ta là ai hả một lão già gầy khô mặt xanh lét mặc pháp y lấp lánh lục sắc huỳnh quang đứng bên cạnh hôi y tu sĩ chu thiên cảnh hừ một tiếng bọn ta là người đến kết liễu các người hắc bảo tu sĩ nhỏ thó bên thiết sách cười cười lạnh trói tai bằng vào các ngươi e là chưa đủ tư cách vậy hả lão già gầy khô bị pháp y ánh màu xanh lét lên mặt lạnh giọng lưu bạch vũ ban nãy cũng nói thế cái gì lão già nói ra câu này năm tu sĩ phe nam cùng vũ tinh đều biến hẳn sắc mặt lưu bạch vũ là đầu lĩnh một đội khác của thiết sách cũng là tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng Giết! thoáng biến sắc tu sĩ chu thiên cảnh phe nam cung vũ tinh thốt ra một từ dung mãn sát khí liền đó đại hán áo gai trong nhóm vung hai tay hai tấm lôi quang thuẫn bài lớn cỡ cánh cửa xuất hiện cơ hồ bảo vệ được cả nhóm một lưỡi dao hình trăng khuyết từ tay tu sĩ chu thiên cảnh mặt vàng xẹt ra biến thành mấy chục đạo bạch quang hình trăng khuyết không thể nhận ra đâu là thật đâu là giả nam cung vũ tinh lấy ra một mớ hỏa cầu phù ngụy tác cho kích phát một tấm đồng thời nắm lấy mảnh vỡ pháp bảo y năng kinh nhân của mình liễu ngũ cũng lấy ra một chiếc hỏa hồng sát cương hoàn xoay một vòng trên đầu y rồi bắn ra vô số sợi lửa bao trùm mấy chục trượng quanh năm người phe đối phương đồng thời hắc bảo tu sĩ cũng vung tay phát ra hai luồng xương vàng đầy thổ tinh khí như hai con rồng vàng quẫy lộn trước mặt năm người quang trào vàng sẫm cũng phát ra bao lấy bọn nam cung vũ tinh ban nãy lúc đối phó hủ thi trùng chi mình đại hán áo gai phụ trách phòng thủ nhưng giờ đối phương có tới năm tu sĩ lợi hại hát bảo tu sĩ tựa hồ cũng chuyên tâm phòng thủ năm người phe nam cung vũ tinh đồng thời xuất thủ trong đó gồm cả một tu sĩ chu thiên cảnh uy thế cực kỳ kinh nhân hư nhưng lão giả mặt xanh lét thản nhiên vung tay lấy ra một chiếc tán lớn màu vàng đính nhiều lục sắc bảo thạch có vẽ vô số phù văn hồng sắc hỏa diễm bùng 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 mọi pháp khí và thuật pháp công kích của phai nam cung vũ tinh đều bị cây tán đỡ hết linh khí tu sĩ chu thiên cảnh mặt vàng biến hẳn sắc mặt đồng thời lão giả gầy khô nhau mát đưa tay điểm ra tế xuất một cái hồ lô rực bạch quang miệng hồ lô chưa mở ra phun ra vô số giọt nước đen chạm vào pháp bảo của liễu ngũ và tu sĩ mặt vàng thì phát ra tiếng xèo xèo bốc lên từng luồng khói trắng không ổn đấy là hồ thi thủy có thể hủy hoại pháp khí tu sĩ chu thiên cảnh mặt vàng kinh hô nhanh chóng thu loan đao hình trang khuyết lại thân đao đã lỗ chỗ quang hoa ảm đạm nguyệt hoa luân của y cũng là bán linh khí phát ra có thể ảo hóa thành mấy chục đạo quang ảnh khiến đối thủ không nhận ra đâu là thật uy lực vừa xa bán linh khí bình thường không ngờ chỉ vừa va chạm thiếu chút nữa bị đối phương triệt để hủy hoại